tha ajana mang na vipu sadhatana vệ ramani sikha đăng samadhiyami. Con xin vâng dự điều học ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn, xem hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm rồi phấn và đeo trạng hoa. Ucha sayana maha sayana vệ ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Ác thăng ra samang na tăng bồ bành nhã tăng bồ sát thăng y man cha ra tình y man cha đi qua sang sầm ma đề qua a thi ra khi tâm sầm ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới đồng đủ tam điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Sa tu căn ca toa ngập ma ma đề na samar khi tập băng khi Phật tử sau khi tọa trì tam quy và bậc quan trai giới nơi tam bảo rồi và đang giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sile na sukatin yonti, sile na po katham badan, sile na niputin yonti tasamay, silang iso, ha yem. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử có đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thai Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đà phạm sung và ruột ta mang buộc thể vô cà lì tổ đô sâu buộc thô khả tu tăng hà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đà phạm sung và ruột ta mang buộc thể vô khá lý tổ đô sâu buộc thô khả mặt tu tăng măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thọ tâm ăn sang khê vô khá lý tổ đô sơ sằng khô khà mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi bảo sát tội lỗi ấy cho. Thi ya chana ga tha sit tha man tu sen tha man tu sen tha man tu idang pha lang e tasmi rakana ta yasmin sambasa dana che ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xá thu lành thai chữ thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều
Đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan cai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ trì hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gương Tấm Mát tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gương Tấm Mát. Nam mô Bích Tha giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tâm trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Tham Rasanaya Nacangatha Thamma-đề-sa-na-ya-na-cha-na-gà-tha Ramma-cha-lo-ka-thi-pa-ti-sa-ham-pa-ti-ka-tan-cha-li-an-thi-va-rang-a-ya-cha-tha Santa-thi-ta-sa-ta-pa-ra-cha-pa-cha-ti-ka-de-se-tu-tham-mang-anu-kam-vi-mang-va-chang Sa-tham-ma-phe-ri vì đa gia cả văn sụt tăng cho bản thân a phi thâm ma chậm măng a cơ ta dạnh tơ ta tu sát cho đăng đăng bập bở thà này dê bà đi xa giá mắt trên phạm thiên phật ngậm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi viết làm mở đạo dạy đời nhắm vương lập gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nén hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tan giới thừa ăn phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh chốn nay tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin mặc đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Điều từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, thưa chư quý vị. Nam mô Tát Sa Phá Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phá Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phá Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư con sinh đồng sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ sa thú lành thai, con nghe âm thanh ngài rất là rõ.
Dạ đồng, có nghe âm thanh của ngài Liễu Trong có rõ không ạ? Xin cho một tín hiệu ạ, để trước khi ngài trả lời những câu hỏi của quý vị ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ đạo tràng, có nghe được âm thanh ngài Liễu Trong rõ không ạ? Dạ cảm ơn Ngọc Hân. Dạ còn vị nào? Dạ cảm ơn chị Metta. Dạ cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm đã nghe được âm thanh ngài rất là rõ. Dạ Nam mô Bích Thai giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những câu hỏi chết chát thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc, hoặc là có những bàn tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Bữa hôm nay Nhật Quỳnh thấy huynh đạo huynh vào đạo tràng, huynh có câu hỏi không huynh? Dạ huynh có thể cầm mic để hỏi ngài không thì Nhật Quỳnh kính mời huynh, và nếu được thì Nhật Quỳnh cũng kính mời huynh làm thị giả cho ngài luôn ạ. Nam mô Bích Thai. Dạ dạ kính mời huynh. Dạ thưa con đạo huynh, xin con xin kính đảnh lễ sư Liễu Tông, dạ, sư Trí Đức. Dạ, lâu lắm con có một cái duyên lành trở vào room này, và cũng xin kính chào các cô tu nữ, các anh chị đại huynh, dạ, và các vị hiền giả trong room này. Dạ. Dạ con cũng mới vô đây thưa cô Nhật Quỳnh, thành thử câu hỏi thì con cũng dám từ chối, nhưng mà con có câu hỏi, dạ lâu lắm rồi con cũng dạ con cũng đó là có cảm tình với Phật giáo Nam Truyền. Dạ con có sư phụ, dạ chỉ đọc sách về Phật giáo, về thiền, không có ai chỉ dạy cho, tự tập vậy mà không biết có đúng hay sai không. Dạ hôm nay thì rất là cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã có nhã ý kêu đạo huynh lên đây. Thì đạo huynh xin hỏi ngài Liễu Tông là mình tập thiền dễ có cần có sư phụ hướng dẫn hay không, hay là có thể khẩu truyền chẳng hạn như qua cái lớp học như vậy được không thưa sư? Dạ nếu có thì sư có lời nào ban cho chúng con được không, do riêng cá nhân con và toàn thể nói chung. Dạ con xin rất là tri ân sư và xin nhường mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra muốn hành thiền là đức phải học nghe có pháp học căn bản, thứ hai là phải có thầy, bởi vì mình không có gì bảo đảm là mình học cái căn bản giáo pháp rồi mình có thể mình đi đúng đường được. Giống như một người cầm bản đồ, có biết bản đồ coi kỹ đàng hoàng, nhưng khi đi vẫn lạc như thường. Thành ra trước khi mình có khả năng để mình tự hành lấy thì phải có thầy. Thì vì thầy đó họ sẽ điều chỉnh những cái sai sót của mình trong lúc đầu, cho khi nào mà họ thấy mình vững rồi đó họ mới buông ra. Giống như ngay cả chư tăng cũng vậy. Chư tăng khi mà được thâu vào trong giáo đoàn này, giáo đoàn tu sĩ của Phật giáo này đó, thì phải ở với thầy tế độ trong vòng 5 năm. Thì 5 năm đó học Phật học vừa pháp hành, vừa giới bổn, vừa này vừa rất là nhiều để được có đủ khả năng mà làm việc đó. Thành ra muốn cho không có những cái điều trở ngại hay là những cái điều có thể làm cho mình nguy hiểm về sau thì tốt nhất phải có thầy, và phải học một số cái điều kiện căn bản về pháp học trước khi mình hạ thủ công phu ha. Chứ còn nếu mà mình đừng có nghĩ mình đọc mình hiểu rồi thì thấy cái đó chưa chắc, bởi vì khi mình đọc kinh điển mình có thể mình hiểu được, nhưng mình hiểu qua chế định mà thôi. Nhưng mà thiền thì cần cả pháp chế định và pháp chân đế nữa, tức là cái cốt của nó đó, gọi là cái cốt ha. Mỗi cái danh từ Bali đó nó đều có cái cốt, tức là thực tính pháp. Đó. Thành ra mình phải học, mình biết những cái đó để hy vọng mình có thể hành thiền có kết quả mà không phải đi lạc đường. Nam mô Bích Thầy giá. Còn học cái đó có cái vị hỏi đó, không biết cái vị đó có trong cơ room mà có nghe không? Nếu nghe thẳng dịp chúng tôi trả cái câu hỏi, cái câu trả lời hơi như hai câu phải không?
Rồi câu thứ nhất, thiết thả thầm má niếp hà ná. Thì cái định nghĩa câu này thì không có gì mà khó hiểu hết đó ha. Định nghĩa là một thực tại tịnh mà vị La Hán có thể chứng tri ngay khi còn sống trước khi viên tịch hoàn toàn, tức là Bari Nipana. Tuy nhiên trong cái lời giải thích liên quan tới thiền á, của một nhóm gọi là kê chỉ Hòa Đá, tức là quý vị hiểu trong thời gian mà ở bên Đạo Phật Truyền của Tích Lan trong thời gian đầu á, thì họ thường thường là họ dịch cái họ dùng cái ngôn ngữ Bali nhưng mà dịch ra qua cái tiếng Tích Lan, hoặc là họ làm thế nào để đọc tiếng Tích Lan mà có thể hiểu được. Thì có thêm những cái chú giải của họ cũng làm cái chuyện đó. Thì bên cạnh chú giải của những cái gì mà lão thông tâm tạng mình ta viết ra đó, còn có những một số cái người được gọi là Acharya Hòa Đá, kê chỉ Hòa Đá, tức là không có được chấp nhận bởi chư tăng, nhưng mà họ vẫn giải thích một số cái chuyện mà họ không đồng ý với các cái lời giải thích của các vị như là ngài Anuruddha hay là ngài Buddha Thách Tà Thế Đá vậy đó. Đó thì họ mới giải thích nó dựa theo cái câu, một cái câu Bali đó giải thích, tức là câu Bali là tạ đề quá sảnh nhà quý ra khá pha quê tòa sảnh giá sạch tê sụ chứng đắc ngũ thiền ly tưởng, tức là sẽ giao quý ra há bao mana đó, thì cho quả sanh vào cõi vô tưởng. Thì những cái vị kê chỉ Hòa Đá này đó, những vị giải thích này thì họ giải thích rằng điều này có nghĩa là chư thiên hay nhân loại thuộc hàng phàm nhân sau khi đắc chứng tứ thiền rồi xét thấy tội lỗi của danh pháp, phải xét thấy tội lỗi của danh pháp để trước khi mà hành cái thiền mà ly danh pháp, tức là sảnh gia quý ra khá vô na đó, tức là khổ như là phiền não phiền muộn mê muội bất an gì đó là nương vào từ danh pháp, bởi vì mình có cái danh thì thành ra nó mới có những cái khổ đó, như thọ khổ này kia. Thành ra cái danh pháp này đối với những cái vị đó giống như một loại vết thương, giống như cơn bệnh trầm kha. Thì người nào thoát khỏi được cái khổ mà từ danh pháp này đó thì có thể nói người đó đã hưởng được niết bàn hiện tại, tức là niết thả thầm má niết phà ná đó. Thành ra theo các cái vị mà cái chị Hòa Đá này đó thì họ cho rằng cái người nào mà hành cái thiền mà chánh giao quý kha ra khá phà phà ná trước khi mà đắc ngủ để sinh về cõi vô tưởng đó, thì cái vị đó đó cũng coi được là đã hưởng cái loại niết bàn hiện tại đó. Thành ra đây là chỉ trong cái lời giải thích của các vị ở ngoài cái ấy đó. Thường thường là mấy cái ngày mà chú giải hồi xưa thì họ không đồng ý những cái quan điểm này, nhưng mà ở đây chúng tôi giải thích để cho thấy rõ cái từ đó là nó phát sinh từ đâu. Còn cái thứ hai nữa, câu hỏi thứ hai nữa là liên quan tới cái người thuyết pháp phải liễu nghĩa là và liễu giải pháp ha. Thì chữ thuyết pháp ở đây đó, người thuyết pháp đây là phải thuyết về tứ thánh đế mà thôi, tức là tứ diệu đế mà thôi. Chữ pháp ở chỗ này theo chú giải là thuyết tứ diệu đế. Rồi rú nghĩa ha, hoặc liễu nghĩa là liễu cái gì, là liễu về cái nội dung của cái pháp mình thiết theo như chú giải đã giải thích, chứ không phải là mình muốn giải thích sao cũng được, phải việc căn cứ vào chú giải đàng hoàng ha, những cái chú giải mà như thế nào thì phải căn cứ đó, gọi là liễu nghĩa hay là liễu giải nghĩa. Còn cái hai liễu pháp đó là gì? Liễu pháp tức là thuyết bằng ngôn ngữ Bali, tức là mà nói giống như Phật, Đức Phật dạy mình Phật ngôn đó, thì mà mình thuyết mà phải có cái năng thuyết đó, mà khi thuyết về thì phải rú cả cái nghĩa của nó, rú không phải biết cái nghĩa của nó mà không phải tự mình biết, mà qua pháp học hay pháp hành gì đó mình biết cái đó, mình giải thích cái đó, thành ra gọi là cái người mà thuyết pháp cần liễu nghĩa, liễu pháp, liễu giải nghĩa, liễu giải pháp là như vậy. Nam mô Bích Thầy á.
Dạ, thủ sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của tu học Phật pháp từng rồi, và bây giờ sư cũng ngài cũng rất là nhớ kỹ rõ ràng để trả lời câu hỏi này. Và con cũng thấy tu học Phật pháp, con kính tri ân sư rồi. Dạ, Nam Giá và Nhật Bình kính chào Vinh Kinh và Giao Đạo Trang. Dạ, Nguyên Trang ơi, hôm nay Nguyên Trang có câu hỏi không? Hay là có làm thị giả cho ngài được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu. Lúc nãy Nhật Bình có mời Vinh Đạo Vinh làm thị giả thì Vinh lên câu hỏi rồi. Dạ, bây giờ Vinh Đạo Vinh còn câu hỏi không? Có Nguyên Trang, mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ cảm dạ kính chào chú kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ, kính thưa ngài, con có một câu hỏi. Và khi mà mình học Phật pháp á, thì tụi con có nghe là có 84.000 pháp uẩn, nhưng mà bị con nghe nói là 82.000 pháp uẩn là lời dạy của Đức Phật, rồi còn 22.000 pháp uẩn còn lại là của Thánh Tăng. Và ngài có thể giải thích rõ cho con hiểu không ngài? Và con kính ơi, dâng mất cho ngài để ngài có thể giải thích cho con ạ. Và con kính tri ân ngài rất là nhiều. Và con xin xuống mất ạ. Nam mô Bồ Tát Giá Kính Bạch Chư Tôn ngài. Dạ kính thưa chư quý vị, thì cái giáo pháp được lưu truyền hiện tại đó, Thánh Tạng đó, thì 84.000 bài pháp, mình gọi là 84 pháp quẩn, nhưng 84.000 bài pháp, mỗi về mỗi một cái đoạn này nó cái ngắn dài khác nhau, tùy theo cái nghĩa của nó ha, ngắn dài khác nhau cho nên không có giống nhau. Thì khi ngài anh đã ngài Mahā Kassapa mà chủ trì cái vụ kết tập tâm tạng lại nhất, thì có hỏi ngài Anh Đa thì ngài nói ngài hiểu và nghe được từ kim khẩu của Đức Thế Tôn là 82.000 pháp uẩn và các bạn đồng phạm hạnh 2.000 pháp uẩn nữa, là ngài hiểu nhớ nghe hiểu nhớ 84.000 pháp uẩn tất cả. Thì 2.000 pháp không phải từ cái kim khẩu của Đức Phật để gồm những cái bài kinh mà hiện tại chúng ta cũng đang học đó, do từ ngài Sariputta, ngài Mahā Kacchayana rồi này kia đó là mấy nhiều đó. Cái gì nó nhớ trong tâm tạng nó có 4-5 loại Phật ngôn, bốn năm loại ngôn đó, chứ không phải một. Thứ nhất đó, cao nhất là lời dạy Đức Phật mình gọi là Phật ngôn. Cái thứ hai đó là cô các vị như ngài Sariputta hay là ngài các ngài khác đó thì gọi là thinh văn ngôn. Còn có những cái câu cái bài hay cái câu mà Bà La Môn tới hỏi đó, tới hỏi mà trước khi hỏi họ cũng dài dòng này kia ông sùng thì cũng được ghi trong kinh tạng, cái đó gọi là nghĩa là Bà La Môn ngôn, tức là đó. Và những cái điều mà chư thiên mà lấy xuống hỏi Đức Phật thì cái đó gọi là chư thiên ngôn. Thì nó có 4-5 loại như vậy ha, 4-5 loại như vậy đó. Đó. Thành ra cái những cái khác đó, cái khác mà không phải là chính lời Đức Phật đó, thì tổng cộng khoảng 2.000 pháp môn. Cái 2.000 pháp môn đó gồm như chúng ta thấy là bà tỳ sầm phí ta mắt khá đó của ngài Sariputta, hay là cái bài kinh tập thượng, kinh sẵn kỳ tị đó. Hoặc là thể đi ca thả hoặc thể ra ca thả ha. À, tức là những cái lời mà của các bậc thinh văn đó à, thì gọi là thinh văn ngôn, tổng cộng là 2.000 pháp uẩn. Thành ra mình được hiện thời mình đang học là học trong những cái điều như vậy đó, thành ra mới có cái câu là tôi là Ananda nghe từ kim khẩu của Đức Phật 82.000 pháp uẩn và từ các bạn đồng thông hành 2.000 pháp quẩn nữa. Đó, Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thà dạ, dạ sa thú dạ con
Kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ cô Như Quỳnh, con có một câu hỏi thắc mắc vậy thôi cô. Con dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi với ngài Liễu Tông ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy có chú Kinh vào. Dạ con kính mời chú Kinh. Dạ con kính mời chú Kinh có câu hỏi không ạ? Tại con thắc mắc, con chỉ thắc mắc vậy thôi. Tại vì hồi đó con nghe là 84.000, bây giờ con nghe 2.000 đó là cục của Thánh Tăng, nên con muốn hỏi for sure. Dạ con không biết đạo tràng có câu hỏi không, xin đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời bàn tay của chú Kinh ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sang Khải. Dạ, kính lễ Thượng tọa Lưu Tông, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, thân chào tất cả quý vị. Mới vô cái bị Nguyên Trang bắt cóc liền ha. Ai còn hỏi gì cứ hỏi nha. Thì giờ không biết hỏi gì đây. Dạ, đến Thượng tọa Lưu Tông thì sau thời gian đi vòng nghiên cứu tu học thì có một số Phật tử người không Phật tử chứ không phải là Phật tử, người ta cũng đi tu thiền, người ta cũng vô trong những trường thiền, người ta hành thiền, nhưng mà người ta nói là người ta không sinh giới, không có thọ giới, không có quy y, người ta chỉ vô để hành thiền vậy thôi. Nhưng mà mấy người đó hành rất miên mật, họ tu tập, họ nghiêm chỉnh, rất là nhiều khi còn hơn những người Phật tử mà họ hành dữ lắm, họ còn thấy để làm dữ lắm. Nhưng mà nếu mà như vậy thì theo như sư thì những người đó không cần thọ giới, nó không cần có quy, nó chỉ vô nó xin để được hành vậy thôi. Thì cái sự hành của họ như có đem đến cái lợi ích nào không chứ, có được những cái thành tựu nào không, hay là như thế nào? Giờ con cùng tỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, có lẽ thì có nhưng mà không có thành tựu gì cả. Bởi vì quý vị biết tam quy ngũ giới đó, quý vị nên hiểu rõ là ngũ giới tức là cái ranh giới giữa lộ nhân thiên và bốn đường ác đạo. Còn cái tam quy đó là ranh giới giữa phàm thánh. Tại sao chúng tôi gọi là ranh giới giữa phàm thánh? Tại vào thời Đức Phật đó, chỉ cần thọ tâm có thể thành tu sĩ được, và có thể đắc đạo quả như không. Thành ra cái tại sao mình phải có tam quy là tại vì thứ nhất mình vô nhà người ta mà mình không biết ông chủ nhà là ai, không biết ông chủ nhà có gì không, mình vô muốn làm thì làm, thấy cái gì hay thì cứ ngó hay không là thì chắc chắn là không có lợi ích gì nhiều. Là thật sự quý vị hiểu vậy đó, ít nhất là mình phải biết cái người đó là ai, mình phải biết mang ơn người ta cho mình cái pháp đó này kia ông sùng ha. Chứ còn mình nói là ông tôi giờ tôi thờ ông kia, nói mình thờ cái ông nào đó rồi mình vô đây chỉ học thiền không mà thôi đó, thì nội cái tâm đó là tức là nó là, nghĩa là có cái phần mà mình gọi là không có công tin tưởng 100% nơi giáo pháp của Đức Phật. Thành ra mình có hành đi nữa, hành cũng với thái độ bất kính chứ không phải thái độ cung kính. Thành ra lợi ích thì có thể có một hai ngày đầu thì có thể là cái tâm nó được an tịnh so với cái đề mục của thiền thôi, nhưng mà muốn đi xa hơn thì không thể sẽ không thể có được. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Xa thú đừng tự lưu tâm vậy. Như vậy là họ chỉ được những cái lợi ích mà giống như là tâm được an tịnh vậy thôi, tức là nếu mà đi tới về cũng được mà đắc thiền đạo quả thì chắc có lẽ không thể thành tựu. Mà giờ những cái trường hợp mà con biết, những trường hợp mà những vị mà ta tự đắp cà sa rồi tự mặc y này kia là mà ta mặc kia trong những người mà ta đi tu, ta mặc như là một tu sĩ, nhưng mà người ta vẫn hành đúng pháp, người ta vẫn truyền bá theo đúng chánh tạng, người ta vẫn truyền dạy rồi kinh trường bộ trung bộ dạy ba ly này kia đầy đủ hết, thì như vậy là cái theo về nhân quả thì con không biết sư có thể giải thích điểm này, họ có thể là có được cái nhân chủng nào để em có thể chứng đắc được đạo quả trong cái này hoặc những cái tới không ạ? À, con cũng vẫn chưa.
Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Dù họ có dạy cái gì đi nữa thôi, cũng chỉ nói những danh từ mà thôi, đó là chế định mà thôi, cho họ không hiểu gì đâu. Thật sự đó. Nên cái thứ hai đó, khi vô mà xưng mình là tu sĩ rồi đó, mà mình không tu theo đúng đúng điều mà Đức Phật đã chế định đó, cái đó gọi là trộm tăng tướng. Mà khi trộm tăng tướng rồi đó, ngay cả kiếp này có muốn tu để thành tỳ kheo cũng không thể tu được. Chứ đừng nói như vậy đó, kiếp sau cũng không thể tu được. Đó. Nên cái hậu quả nó sẽ cho một vài kiếp như vậy, là mình có muốn tu cũng không tu, chứ không phải không. Bởi cái trội tộm tăng tướng nó nặng lắm, chứ không phải. Bởi vì thật sự ra cái tăng tướng nó không phải là của cá nhân ông sư A, ông sư B. Một cái tăng tướng đó là của cả một cái hệ thống tăng đoàn, gồm rất nhiều cái bậc mà thức thiệt, chứ không phải là giả ha. Bậc thức thiệt xuống cho tới phàm nhân mình. Thì bây giờ mình trộm cái tư cách của họ để mình kiếm ăn, cái chuyện đó là không có đường nào mà không trở về ngôi nhà cũ sau khi cái tâm tử nó xuất hiện. Nam mô Bụt Thà Gia. Chào lâu, kính đường từ Bảo Lưu Tông. Thì như vậy coi như là cũng mệt rồi, mệt mỏi. Cái gì đó cũng thấy cũng mệt mỏi. Nhưng mà không biết cách nào để mình ta có thể cãi lại vấn đề đó, được trở ra làm lại như thế nào. Thì trong vấn đề con nói nhớ tới những cái sự việc mà những người mà tu học người ta phạm vô đề, mà giống như là du khống người khác xin. Ví dụ như người ta không có, mình nói người ta có, rồi mình bài chuyện ra để mình dựng đặt, để mình làm cho người ta bị mất cái nhân phẩm. Thì khi người ta làm như vậy thì sau đó người ta cảm thấy hối hận, tội lỗi, người ta sám hối. Thì khi mà người ta sám hối như vậy thì những vấn đề đó có được phục hồi lại không ạ? Họ có được thoát khỏi những cái sự mà tai tiếng không ạ? Dạ con cũng tỉnh chưa. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi mình có những cái trường hợp đó thì mình có sám hối đi nữa thì nó cũng giúp cho cái thông mình nó đỡ phải phiền não thôi, đỡ thôi chứ không hết đâu. Chúng tôi thí dụ về để quý vị dễ hiểu. Quý vị nghe một người nào nó nói cục sắt này nó nóng, ngang đừng rờ vô nó phỏng. Quý vị không tin ông ta, quý vị đưa tay chụp cái cục phỏng. Rồi giờ quý vị đi xin lỗi cái người nói cục đó phỏng, hay là quý vị xin lỗi cái cục đá đó, cái cục đá đang nóng đó, cục sắt nóng đó. Mà dầu cho quý vị có xin lỗi cái hai đi nữa thì cái vết phỏng nó chắc chắn là nó không thể hết được. Anh nhớ cái chuyện đó. Anh nói cái chuyện sám hối xin lỗi đó chỉ một cái hình thức để mình giải cái tâm mình là từ đây về sau không có phạm cái chuyện đó nữa. Nhưng mà khi cái nghiệp mình tạo ra rồi đó thì nó theo mình cho tới khi nào mà cái tâm tử của vị tứ thánh quả phát sanh thì nó mới chấm dứt mà thôi. Nên nhớ những cái bậc mà thứ thiệt giống như Đức Thế Tôn của chúng ta đó, nó vẫn theo kịp, nó kiếm chuyện như thường, điều nó kiếm chuyện không đến nỗi mà nhưng mà nếu mà là thinh văn với ngày một kiền liên đó, thần thông như vậy đó, nó theo lấy nó vẫn bập như thường, nó có gì vậy là nhớ. Trước khi làm gì phải suy nghĩ, trước khi nói gì phải suy nghĩ, mà ngay cả trước khi suy nghĩ cũng phải suy nghĩ. Bởi vì mình nói, làm hay suy nghĩ, trước khi mình làm là mình còn là chủ nhân của cái điều kiện đó, cái lời nói đó, cái sự suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mình thốt ra miệng hay là mình ra khỏi thân này, ra cái tư tưởng mình đã suy nghĩ rồi đó, thì chắc chắn là mình là nô lệ của những cái điều đó liền. Thành ra không thể nào tránh khỏi đó, không? Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện mình nói chuyện bình thường. Còn nói cái là bậc đó, nếu là cái gì đó là bậc thánh còn chơi sớm nữa. Đó, thì nó một trong năm cái gọi là nguy hiểm cho cái sự đắc đạo quả đó. Nó có cái thứ một cái gọi là Ariyu và Dantaraya đó, tức là nói bậy nói bạ chửi với rồi phờ tới cái bậc thánh đó, là ngăn cấm đạo quả liền. Thì trong chú giải tôi nói là lỡ về phải tới xin lỗi xin sám hối với em sùng đó, nhưng mà chúng tôi bảo đảm là cái chuyện mà sám hối để trong sạch hay là xin lỗi xin này xin nọ để được trong sạch là cái chuyện không thể xảy ra.
nó vẫn bị cái tỳ vết rồi, thấy giống như chúng tôi nói chuyện mà rời vô cục nó phỏng á, quý vị đi xin lỗi đi, xin lỗi cái người nói cục đó phỏng đi coi nó hết phỏng không, nó xin lỗi cục sắt đang nóng nó nói, lỡ đụng vô rồi xin lỗi coi nó có phỏng không, vết phỏng nó vẫn còn. Nó mô tha giá à, xa thôi à, kính trang được bảo lưu tâm. Đây là coi như là đã lỡ làm, đã lỡ nói rồi thì coi như là phải chấp nhận thương đau nhưng mà có sám hối dù sao cũng còn hơn, con thấy cũng còn đỡ hơn như vậy. Nhiều khi mình khuyên người ta, người ta còn không chịu nghe, không sám hối, người ta chửi là mình luôn nhiều cái rồi để quan móc mấy câu rồi con trở vô vấn đề rồi về hơi thở, con người về tứ niệm xứ, con cùng thỉnh sư Văn Hỷ giải thích. Khi mà mình nói rằng thở vào biết thở ra biết thở ra, thì thưa sư, khi mình thở cái hơi thở nó đâu có đơn giản là hơi thở chứ. Hơi thở thì nó bao nhiêu thành phần, nó cấu tạo thành bao nhiêu cái vật chất, nó kết hợp thành và rất là nhiều thứ trong đó. Thì bây giờ mình biết là biết như thế nào sư, mình biết là biết cái gì mà biết cái nào để mới thật sự gọi là biết hơi thở vào hơi thở ra. Dạ con cũng định sửa. Nam mô Bổn Sư Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nhận đa số những cái lời đó là chế định pháp để cho mình hiểu cái điều mà Đức Phật muốn dạy, nhưng mà mình muốn quán xét cái hơi thở để mình biết cái này với nọ là mình phải quán sát cái chỗ tiếp xúc, là tức là mình thấy chỗ tiếp xúc, còn mình muốn biết dài ngắn thì thế nào, cái chỗ tiếp xúc đó nó không thể nói dài nó ngắn được, nhưng mà cái niệm ở trong cái chỗ tiếp xúc đó lâu thì cái hơi thở đó dài, mà ở trong cái chỗ tiếp xúc đó ngắn thì cái hơi thở đó là ngắn, là biết là biết qua như vậy, chứ không phải biết cái hơi thở đó, cái gió vô nhiều hay ít là dài hay ngắn, không có cái đó. Còn bây giờ sẵn đây chúng tôi chỉ cho quý vị cái chỗ mà quý vị đọc để hiểu được thiền tứ niệm xứ nó rõ để có thể hành được đó. Quý vị vô tương ưng kinh tương ưng đó, có cái phần gọi là tương ưng niệm xứ, có tất cả 51 bài kinh. 51 bài kinh đó nói đủ hạn từ A tới Z cho nghe chi tiết trong bài kinh tứ niệm xứ. Nhưng mà thường thường mà đọc vô cái bản dịch của Việt Nam chúng tôi không biết, quý vị chúng tôi không biết, nhưng mà nếu mà có khả năng mà đọc chú giải của cái tương ưng niệm xứ đó, 51 bài kinh đó, là bảo đảm quý vị hành tứ niệm xứ rất là mau tiến bộ và rất là bảo đảm là thoải mái vô cùng. Còn bây giờ mình đọc bài kinh tứ niệm xứ là ngày đã góp sẵn hết vô một bài, thì cái đó nó làm sao mình biết mình ở cái chỗ nào để mình lựa cái đối tượng nào. Nó chịu khó vô động 51 bài kinh đó, mỗi lần nó ngắn lắm, những đoạn nó ngắn nó như vậy, từ hơi thở cho tới gì gì đều nằm trong 51 cái bài kinh trong tương ưng niệm xứ. Nam mô Bổn Sư Gia. Dạ, xa thấu dạ, kính điền thượng tọa lưu tâm. Quý vị nào có hỏi thì cái đưa hỏi lên nha, đưa ra đây để chúng tôi bắt lên đứng nói hoài nữa, lát không nói dành mic nữa mệt nữa. Rồi để con tiếp tục hỏi về vấn đề mà sư nói, về vấn đề mà khi mà hơi thở vào mình ghi nhận cái chỗ xúc đó, thì nếu mà mình nói ghi nhận thì cái hơi thở vào nó đâu phải là một điểm chứ. Nó vô đụng tùm la đó, thì bây giờ khi nó đụng tùm thơm thì mình biết cái xúc chỗ nào để mà mình nắm bắt cho chính xác. Có thể vô nó đụng bên phải bên trái, có thể đụng phía dưới phía trên vân vân, thì mình phải tập một cách nào để mà mình chính xác cái xúc đó là cái xúc thật sự để mà mình đi vào cái pháp hành này. Dạ con cũng vẫn chưa. Nam mô Bổn Sư Gia. Dạ kính bạch chư, kính thưa chư quý vị, mình có thấy cái lưỡi cưa không? Lưỡi cưa nó có nhiều cái nhọn lắm, thành ra khi mà quý vị khen cưa cái cây đó, quý vị chỉ để một cái điểm nào đó nó xúc vào cái cây mà thôi, dù rằng cái điểm đó nó nằm ở đâu thay kệ nó, thì chỉ biết cái chỗ đó mà thôi. Chứ còn cái đó nó có một ngàn cái nhọn của cái lưỡi cưa thì cứ chạy hết cái nhọn này tới cái chọn biết đường đâu mà mò. Đó, quý vị, bây giờ quên cái tưởng mình lấy cái cưa, quên cưa cái cây đó, quên
Mình để một cái lười cái chỗ nhọn nào nó chỗ nhọn nó thay đổi gì, nếu mà cái sự tiếp xúc trên cái cây nó không có thay đó, thì cái xúc như vậy nó xanh dẹt giống như lưỡi cưa vậy đó. Nhưng mà cái điểm trên cái thân nó mà tiếp xúc trong lỗ mũi là mà gọi là xúc với thân đó, cái chỗ đó thì nó không có thay đổi. Mình đang cố gắng mình tập trung để mình thấy được cái đó thì tức là mình biết tiếp xúc nó là chỗ nào. Chứ còn bây giờ mình cứ chạy theo cái lưỡi cưa thì cái nước chết thôi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, kính ơn Thượng Tọa Lưu Tông. Nhưng mà giờ khi mà hơi thở nó vào thì cái xúc thì thấy đâu chưa thấy, mà mình thấy nó nóng nóng, nó lạnh lạnh, hay là mình thấy nó mát mát, thì khi mình thấy như vậy thì mình bắt cái đó hay là mình bắt cái xúc, trong hai cái đó một cái xúc hay là mình bắt về cái bản thể của lửa như thế nào, thì trong hai vấn đề này thì theo như kinh nghiệm sư thì sư chỉ dạy mình nên bắt cái nào nó hợp lý hơn. Dạ, con thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính và Chư Tôn thì dạ kính thưa cho quý vị. Nghĩa là cái đó quý vị vô tập rồi ông thầy sư ông dạy cho, bởi vì chúng tôi không có ấy, chúng tôi chỉ nói một cách tổng quát thôi. Ăn thua mình và ăn thua cá tánh của mình. Mình nhìn chỗ nào rõ thì mình ghim vô chỗ đó, mà cái cá tánh của mình nó như thế nào để mình biết, để mình có thể mình giữ vững lấy cái chỗ mà mình quan sát được. Đó. Thì cái đó cần phải biết cái cá tánh này. Giờ ông thầy sư ông sau khi mình nói chuyện với ông thì ông sẽ biết, ông cho mình thử như thế nào đó. Bởi vì nói về hơi thở mà nó ra vô nó có cái trăm chuyện để mình có thể quan sát được nó, chứ không phải chỉ có tiếp xúc không. Đó. Còn cái chuyện mà mình thấy nóng lạnh rồi kia đó là tào lao rồi, bởi vì mình không phải mình quán hơi thở nữa, mình quán cái gì đó. Ví dụ như bây giờ Quỳnh vô cái tiệm đó, nó bán đủ thứ món, cả trăm món, Quỳnh muốn cái gì? Không lẽ chỉ nó gấp hết tất cả trăm món giống như cái tiệm mà buffet đó. Cả trăm món lẽ vô ăn lần cả trăm món à. Mình phải biết mình làm gì chứ. Mà nếu mình biết không chính xác thì dựa vào cá tánh mình ngày xưa cũng cho chị cho mình chính xác cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ nói cách tổng quát vậy thì chỉ không có được. Bởi chỉ ở đây chúng tôi không biết quý vị là quý vị về làm mới mốt đổi tượng ông sư đâu chỉ vậy kỳ ha. Chỉ có giờ có học thì hiểu về cái thế giới này, vô học thì sư ông sư chỉ cho có gì đổi từ ông chứ là không có đổi từ được sư tiểu long phụng nam mô cái tài á. Dạ sao kính dân được tặng lễ tâm sư. Nói cái này quý vị suy nghĩ gì sao? Trở về vấn đề mà sư nói, vấn đề mà hơi thở vào là dài ngắn đó thôi chứ. Thì nếu mà mình nói là hơi thở dài, biết hơi thở dài hay thở ngắn, biết hơi thở ngắn thì dài là dài như thế nào, mà ngắn là ngắn như thế nào. Mà khi mình có một cái sự so sánh dài ngắn thì như vậy là mình đã rơi vào trong cái vấn đề mà có cái sự mà phân biệt và nhị nguyên rồi. Thì vấn đề này thì theo như kỳ trước sư cũng có nói là cái dài là do mình có ghi nhận cái niệm mình nó dài thì mình biết nó dài, ngắn do cái niệm mình ngắn. Thế nhưng mà mình so sánh lúc đó cái tâm mình nó so sánh thì như vậy là con không biết là vấn đề này như thế nào, con vẫn chưa. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Tại vì mình không có, mình cứ lo mình đọc cái lời giải thích dài ngắn này kia em sùng, rồi mình dính mắt vô đó thì nó mới vậy chứ. Chứ bây giờ nếu mình bắt được cái điểm tiếp xúc rồi đó, mà cái niệm trong đó đó thì mình thở thời gian sao mình biết, không đi ra vô dài ngắn gì cả. Nhưng mà biết cái nào, cái âm thanh nào cái điểm tiếp xúc như thế nào là gọi là dài ngắn là do cái mình hiểu cái danh pháp của nó, tức là cái quan sát đó, cái niệm nó quan sát cho đó anh biết vậy thôi. Chứ còn mình lúc đó không có ra vô, bởi vì mình nhìn con điểm thì biết chỗ nó ra vô là sao. Phải không? Nhưng mà ta nói để cho mình hiểu rồi thở ra hơi thở, chứ mình nhìn hơi thở biết được đâu nhìn đó. Thành ra nhìn để mình nhìn mà mình nghĩ rằng đang thở vô thở ra, tức là cái tâm mình ở trong chế định pháp chứ nó không có ở trong hơi thở nữa, mà nó cũng không ở tiếp xúc cho hơi thở nữa, làm sao mình biết danh sắc chỗ nào
đó. Thành ra cái bước đầu là không có cái chuyện đó, bởi bước đầu đó người ta dùng cái phương tiện để cho cái tâm mình nó làm việc trong cái đối tượng đó thôi, chẳng hạn như dở bước đạp đá té ngã gì ông sùng đó là chỉ là phương tiện mà thôi, chứ không phải là quán sát cái bước đi đó. Quan sát bước đi mình biết cái gì nó gọi gọi là bước đi thì mình mới quan sát cái đó thôi. Còn bây giờ mình nhìn cái cảnh nó bước, tức là cái chế định pháp mà nó dựa vào cái chỗ trật lất ngay cho mẹ chỗ phải không đó. Đó. Nghĩa là những cái gì mà cử động lớn nhỏ này kia ông sùng đó, có những cái cử động mình thể quan sát được, có những cử động không quan sát được. Thành ra Đức Phật mới dạy là tỳ kheo ở trong cái tư thế nào hãy biết rõ tư thế đó như vậy. Bởi vì có những cái là mình không thể định nghĩa, không thể gọi tên nó được. Nếu mình vô mình gọi tên, mình cứ đặt tên ở cái thở thở này dài, thở kia dài là mình bao nhiêu đó mình cũng đủ, mình từ 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 thành giả hồ tôn liền. Nam mô Bích Thầy á. À, xa thú xa thú. Dạ, kính tri ân được Bảo Lưu Tâm rất nhiều. Dạ, rất là xa thú. Dạ, quý vị dân bông cúng dường làm sư giải thích những cái chi tiết để chúng ta không có bị vướng kẹt trong những cái vấn đề này. À, thì nghe sư nói về vấn đề mà đi đứng thì con thấy cái chuyện đi đứng này nó cũng rắc rối. À, khi mà mình nói đi đứng rồi nằm ngồi vân vân, bây giờ vấn đề đi không thì con thấy nó rừng thứ trong đó. À, bây giờ đi mà mình cái mình dễ phải dơ bước đụng đạp, thì nếu mà không có những cái chi tiết đó thì cũng khó mà để mình an trú tâm mình cái bước đi. À, cho nên cái vấn đề này thì không biết là theo như sư là mình có nên bỏ cái vấn đề mà ghi nhận từng cái step như vậy hay không, là mình phải ghi nhận step cho tới khi nào mình có được cái sự mà định tâm khá rồi mình mới loại trừ những cái đó. À, tức là loại bỏ những cái tư niệm đó ra khỏi cái tư tưởng mình. À, theo vấn đề này con cùng thỉnh sư giải thích như thế nào về trong cái vấn đề đi mà nó có một rừng thứ trong đó. À, con cùng thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, tại quý vị không học bài kinh tứ niệm xứ cho nó kỹ, học chú giải này kia ông sùng này, là mình cứ nghĩ đi là phải về, bây giờ không có phải. Trong đi nói rõ ràng ha, khi mà sự suy nghĩ đi phát sanh, sự suy nghĩ đó làm phát sanh gió, chất gió nó chuyển động, tức là khi mình thấy cái chuyển động nào từ trên đầu xuống tới cẳng mà mình nắm cái niệm cái a ta bị sống ở theno của mình vô chỗ đó được rồi là đang quan sát tư thế đi. Nhưng mà khi nó quan sát tức là mình đã dùng chế định để mình diễn tả cái cử động đó. Nhưng mà khi cử động đó là mình thấy từng chấm, nhưng mà mình thấy thành một con đường dài được. Khi mình thấy đường dài được tức là mình còn thấy chế định. Đang đường dài ra đứt khúc vẫn còn là chế định, nhưng khi thế từng chấm nó mới thực sự là cái điểm mà mình cần quan sát, chứ đâu phải dở chị chân lên mới là đi. Không lẽ đi chỉ có cái chân không à, cả thân này đi không được sao? Nghĩ vậy đi, đừng có nóng vào những cái nghĩa mà nó không thể giải thích cái điều mình đang làm đó. Bởi vì mình nắm vô chữ nghĩa là không thể nào mình đi được, nổi cái chuyện mà đi mà cái niệm đi là dở à, nổi cái đó không là dấp té cũng đủ chết rồi. Tại cái tâm nó ở trong chế định pháp, còn chứ nó đâu ở tâm thực tính pháp đâu quan sát được gì, phải không? Thành ra đâu cố gắng bỏ những cái chế định đó đi, những cái từ ngữ đó đi đó. Nó khi thấy cái chuyển động đó, tức là chuyển động của cái gì, sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, sự suy nghĩ đó làm phát sanh chất gió, chất gió đó chuyển động, thì mình thấy cái chuyển động nào từ trên đầu đấy mình bắt được là điều mình được rồi, quan sát cái thế được gọi là đi hết á, chứ không phải đợi tới cẳng sợ rồi đẩy mới được gọi là đi. Nên hiểu như vậy chứ, hiểu Phật pháp, hiểu kiểu ở đời quá bình hạnh không có được. Nam mô Bích Thầy Gia. À, xa thú xa thú. À, kính trần từ tội lưu tâm. À, quý vị nghe có nắm bắt được, có thắc mắc gì là hỏi xin lưu tâm nha. Quý vị có thắc mắc gì trong những cái câu hỏi này thì mình đưa lên mình hỏi. À, thì để trở lại con hỏi tiếp sư về vấn đề mà như sư nói về chế định đó. Ví dụ như là một người mình đi mà giờ mình
áp dụng theo cái cách của sư thì khó quá để mà thấy được cái suy nghĩ, mà thấy được bản thể gió nó phát sanh thì quá khó so với những hạng mà sơ cơ như phàm phu của mình. À, thì giờ mình mượn cái tục đế làm những dơ bước đụng là mình mượn cái tục đế, thì song song đó mình trong lúc mình đi mình áp dụng cái tục đế đó, mình sẽ song song đó mình dùng cái cách quán sát coi như là hai cái mình song song được. À, thì như vậy có thể làm được không, tức là mình vừa đi mình vừa đế bước mà trong khi đó mình tác ý mình quán sát coi cái gì nó phát sinh, thì một lượt hai vấn đề đó là nói theo cái cách là cái trước cái sau song là liên tục như vậy. À, không biết mình có làm được cái đó không ạ? À, con cũng thỉnh Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn Hòa, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ đó, khi mà cái tâm mình đã vô chế định, nó dùng hàng ngàn tỷ lộ trình tâm để nó bắt cái chế định đó. Rồi bây giờ mình buông nó ra, rồi mình trở lại, mình cũng dùng cái hàng ngàn lộ trình tâm để thấy một điểm nào mình trở đi trở lại là trở làm sao. Nghe không? Thành ra mình cố gắng mình nhớ thật rõ, rồi mình nhìn cái gì thì vô bắt đầu nhìn cái đó mà thôi, chứ không có được nhìn cái khác, cái hay là dùng miệng để niệm cái này, niệm cái nọ. Đa số những cái người mà đi vô trường thiền là không có pháp học. Thành ra ông thiền sư ông mới chế dùng cái những cái điều mà ông dạy là cái phương tiện mà thôi. Nhưng mà khi mà mình vô, nghĩa là ít nhất 1 2 ngày mà mình chứng tỏ rằng mình có kinh nghiệm rồi là ông biểu bỏ liền chứ không có niệm nữa. Ví dụ như dở bước đạp này, này kia là mình không có cho niệm, bởi vì mình niệm là mình luôn luôn mình dính chế định, làm sao mình thấy được cái sự thật của nó đó. Mà thường thường mình dính cái đó mình cứ chấp thấy khổ cái đó. Mình nghe ông thầy sư cũng nói vậy, chấp nhưng chấp vô phải phải niệm phòng à xẹp à phòng à xẹp à phòng tối ngày xẹp tối ngày. Nhưng cái phòng xẹp nó chỉ là những cái chế định mà không có thực sự thực tính pháp, là cái foundation của nó, thì làm sao mình thấy được sự thật được. Mình phải hiểu từ cái nghĩ, cái mình phải tập để mình nhìn từ cái sự suy nghĩ mình, để cho mình thấy cái nhân đầu tiên của nó là cái gì, thì mới đưa tới cái điều quan sát của mình nó đúng hay sai. Giống như tôi từng ví dụ mình nghe cái tiếng động mình quay đầu, hỏi cái nhân quay đầu là cái gì, nó qua hàng ngàn chuyện sự suy nghĩ, nghĩa là muốn biết cái đó là gì, xem sự suy nghĩ đó làm phát sinh cái gió nó làm cho cái đầu chuyển động này kia, nó cả ngàn chuyện. Thì mình bỏ cái ngàn chuyện nó đi mà mình chỉ nhìn vào cái chất gió phát sinh do sự suy nghĩ của mình, muốn quay đầu thì mình biết cái chất gió là cái nhân để mình quay đầu chứ không phải là cái sự suy nghĩ nữa, phải không? Chứ còn bây giờ vô bắt đầu từ cái lúc đầu tiên vô tới cuối cùng giống nhau vậy thôi, chết rồi. Mình sao mình thấy được gì, cũng không hành được gì cả đó. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ nào mà cần thiết, là cần thiết nhất để mình quan sát đó, để mình thấy được cái điều mình đang thực hành đó, thì nên làm, còn cái khác thì nên bỏ qua bớt đi chứ, phải không? Mà một thầy á. À, xa thú là kính trân đường Phật Lưu Tông. À, quý vị có hiểu gì không ạ? Quý vị nghe sư Lê Thơm nói nắm được việc những cái vấn đề đó mà. À, còn thấy sư nói cái này khó khó làm, sư có thể mà trình bày rõ hơn chút xíu là làm sao để đi thẳng vô được cái pháp tu này một cách rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình đang đứng giờ mình nói mình muốn đi, thì cứ khởi ý muốn đi, thì cái khi mình cái ý mình khởi lên là trong đầu mình nó nói cái câu là đi. À, thì như vậy nó rơi vô tục đế rồi, thì bây giờ làm thế nào để mình không bị rơi vô tục đế. À, là nếu mà khởi cái đọc cái trong đầu mình nghĩ cái chữ đi thì nó đứng hoài nó không chịu đi. À, nhưng mà nãy mình nói muốn đi đi cái tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ đi rồi cái bước, cái tâm mình nghĩ bước, thì như vậy thì làm thế nào để mà thực hiện cho nó đúng được cái vấn đề mà như sư đã dạy như vậy, để mình ứng dụng vào trong cái phương pháp tu liền, để mà không bị rơi vô vấn đề mà tục đế, để không thể thấy được cái pháp chân đế. À, tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn nguyện, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng ta đã nói rồi, bỏ cái gì cần bỏ thì bỏ ra, thì bỏ trước đi rồi mình mới vô mình làm được cái đó. Ví dụ giờ mình cứ nghĩ là đi là cái chân nó phải dở lên thì làm sao mình đi được, phải không? Nó cái mình phải bỏ nó,
Đó mà mình coi trong lời giải thích của chú giải giải thích đi nên thay là nào đi, sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh, sự suy nghĩ làm phát sanh chất gió chuyển động. Thì mình nhìn vô cái chuyển động đó, nếu mình không có nhanh đủ nhanh kịp để coi cái tâm mình nó đang làm gì thì mình suy nghĩ cái sự chuyển động liền. Chứ mình ở đó mình còn nhìn cái chân coi chỗ nào cái chân đi còn niệm dở đà bước à đạp đạp à chi. Những cái đó là những cái phương tiện cho những người không có pháp học, không có gì vô sơ cơ để cho người ta làm riết rồi ta chán rồi thì người ta bỏ ta về cho ta đâu có được gì đâu. Quý vị hỏi mấy người đó có phải không đó. Tại nhìn không đúng cách làm sao phát sanh kết quả được. Mà cái vậy mỗi lần dở là chỉ cái dở bước đạp để làm gì. Mình nhìn thẳng vô cái chỗ nào đó để mình tìm cái để thấy cái sự chuyển động đó thôi chứ. Thành ra kỳ rồi chúng tôi nói là nhìn vô cái chỗ rồi mình dò xét để mình thấy cái chỗ cái gọi là center of gravity đó, tức là cái nơi mà cái sức đất cái sức hút của mặt đất nó dán vô chặt nhất, tức là cái chỗ đó mình cảm thấy nó rõ hơn mấy chỗ khác. Thì mình cái nhìn đó thử từ từ mình mới phải buông cái đó luôn chứ không phải là mình nhìn chỗ đó rồi mình tâm mình cứ để chỗ điểm đó hoài cho được. Đó là bước đầu mình để cho cái tâm mình ở cái chỗ mình cũng muốn ở, muốn nó ở. Nhưng mà khi mình quan sát tường thuộc rồi phải bỏ đi chứ, để chỗ nào chuyển động là cứ nhìn thôi chứ đâu phải nhìn vô cái chỗ đó hoài. Dĩ nhiên là mới bước đi mình quen cái thời thói đời là cái chân nó phải bây giờ tới. Thì bây giờ nghe cái điểm chỗ nào trong cái đường chân từ đầu gối xuống tới gót chân nó cái chỗ nào mà cái mặt đất nó dán vô đó chặt nhất thì chỉ quan sát đó để thấy cái chuyển động thôi chứ không phải để thấy cái bước đi. Đó. Chữ đi đó là chế định để diễn tả một cái hành động của cái được gọi là đi thôi, nhưng nó không phải là cái đối tượng để mình dùng trí tuệ quan sát, nó không phải để mình dán cái niệm mình vô đó. Thì ra đi hoài cũng là chế định đi thôi chứ không có chỗ nào thực tánh đi được đó. Bởi vì thực tư pháp là nó không, nó chỉ chuyển động là mình biết là nếu mình nhanh cái trí mình nhanh là biết đó là đi rồi chứ không cần phải đi à gì hết đó. Nên, chỉ cần chuyển động đúng nhất chú ở chỗ đó là mình biết là đang đi rồi chứ không còn ấy gì đó. Nhưng mà nếu biết đang đi à thì nó lại rớt vào chế định rồi niệm chỉ quan sát cái cử động đó thôi chứ. Phải không? Nam mô ta dạ. À, xà thấu, à, khó quá, xin đình hoàng này khó quá, còn biết, không biết có ai hiểu không, có gì có ai hiểu không, cho biết, à. Hiểu cho cái mông, không hiểu cho cái dấu hỏi. quý vị hiểu không? Là Nguyên Trang giỏi quá, Nguyên Trang hiểu là thấm sâu rồi, à, giỏi quá. À thì còn thấy vấn đề này nó cũng như thế nào? Giờ nếu mà đi vào cái thực tế, giờ thì sư có thể mình hướng dẫn cách nào bây giờ áp dụng thực tế liền, tức là khi mà giờ mình muốn đi, muốn thực hành nhiều pháp đi kinh hành thì phải làm như thế nào để theo đúng như lời của sư dạy, à, theo cái thực tế mà hành liền á thì như thế nào? À, con cũng thỉnh sư, bởi vấn đề này cũng không phải dễ hiểu, rất là khó. À, con cũng thỉnh sư Quảng Hỷ này dạy thêm cho Phật tử để về áp dụng liền, đạt được kết quả liền. Dạ, mô Phật. Nam mô Bố Thầy, dạ, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị, chúng tôi nói nãy giờ rồi mà chưa có bắt được. Thì bây giờ mình suy nghĩ, mình đừng có bắt cái tâm mình suy nghĩ đi, tại mình nhìn không được, không nhanh được vậy. Thì mình nghe thì vừa muốn đi mình thấy chỗ nào trong cơ thể mình nó chuyển động là nhìn vô chỗ đó thôi, chứ không cần gì phải nhìn với cẳng như tên ấy vậy đó. Có thể cái da mình nó nhúc nhích mình cũng nhìn vô đó cũng được gọi là đi đó. Nếu mình muốn quan sát có thể đi, nhưng mà tại sao mình quan sát cái sự suy nghĩ sẽ đi phát sanh là tại sao? Tại vì nó có cái điều kiện của nó, cái thế đi chỉ bắt đầu được từ cái thế đứng thôi, chứ từ cái lúc nằm đi không được, mà lúc ngồi cũng đi không được, nằm rồi phải ngồi đứng rồi mới đi được. Thì nhớ vậy đó, nó có thứ tự của nó chứ đâu phải không mình đứng ngồi cái mình nghĩ mình đi cái là mình đi liền à, không phải đứng vậy mới đi được chứ. Tại vì mình quen làm theo kiểu cái thói quen nó không có áp dụng được, không có lợi ích gì cho cái đời rồi hết rồi là vậy đó. Tại sao con người ta mà hay bệnh hoạn này kia chồng? Tại vì cái tứ nghĩa là quan nghi nó không có điều hòa chứ không có gì đó. Nhiều khi mình muốn nằm mình đứng đi cái mình nhào xuống lên mình nằm liền mà không cần ngồi ra nó làm sao cái cơ thể nó đã không bình thường, từ từ riết sanh ra bệnh tật chứ không có gì đó.
đó. Thành nên tại sao phải mình muốn đi là mình lúc đó mình phải đang ngồi thì mình nó muốn đi không được đó. Phải không? Bây giờ Quynh đang ngồi, Quynh muốn đi, Quynh đi là Quynh nói theo theo đời thấy ở đó tôi muốn đi là tôi đi liền, nói cái đó là nói chơi đúng theo nguyên tắc thì không có được, muốn đi là phải đứng đứng rồi mới có thể suy nghĩ đi chứ. Mà tệ nó nhanh quá mình không bắt kịp rồi mình tưởng đâu mình ngồi mình cũng đi được đâu được, ngồi rồi phải có suy nghĩ muốn đứng phát sanh rồi suy nghĩ phát sanh cho chuyển động nhiễm trùng rồi suy nghĩ đi phát sanh nó qua như chuyện chứ. Bởi vì trong cái búng tay sanh diệt hàng ngàn tỷ lần là như vậy, là tại vì mình từ giờ mình cứ quen kiểu đó rồi mình nhận dạng không kịp thì bây giờ trầm trọng lại mình muốn gì. Bây giờ nó muốn đi thì mình coi mình đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi, nếu đang ngồi thì đừng thôi đừng nghĩ đi mà nghĩ đứng cái đã, tập từ từ mới quen mới đi được chứ, phải không? Nam mô Bồ Tát giá. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính dân được tập lý thôi. Dạ, rõ rã quý vị ha, nắm nghe quý vị nắm rõ ha, tất cả những cách này quý vị hành theo sư Lưu Tông. Nếu mà sai vậy đó là lên kiếm sư Lưu Tông. có bị gì kiếm sư. Dạ, để trả lời nãy con nghe sư nói rồi, những người mà thời nay đi hành ít có học á, thì có một số người ta nói người ta không cần học sư. Không cần học. Bởi vì ta vô ta giữ giới đàng hoàng, xin thọ giới đàng hoàng, rồi họ tu vô họ thọ giới xong họ tu định, thì từ cái duyên do thọ giới họ nói là tự duyên thọ giới phát sanh định, mà từ cái định thì chắc chắn là phát sanh tuệ, đó là cái nhân về cái duyên nó phát sanh như vậy, và hãy phát sanh tuệ họ sẽ phát sanh được cái sự giải thoát tri kiến, họ những pháp đó là tự nhiên tuần tự theo duyên mà nó phát sanh, thì họ trình bày như vậy thì theo như sư nói là phải học rõ ràng mới hiểu được, bây giờ họ cần học, họ chỉ cần giữ giới, giới tự nhiên nó đưa tới định, định đưa tới tuệ, thì theo vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích cho Phật tử được hiểu ạ. Dạ, mô Phật. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, nói không có pháp học là nói chơi với nó thì không có được. Ngay cả chữ siệt khả đó, chữ siệt khả là pháp học nó có bốn chi, tức nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành, nó đã có pháp hành trong đó rồi. Tại vì mình không học cho nó đúng mức, mình nói muốn nói sao nói. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, quý vị mà muốn hành tới nơi tới chốn đó, quý vị coi trong cái bài kinh mình sẵn khi tỳ sụt tạ đó. Nó có cái đoạn mà pháp bốn chi gọi là sổ ta bạch tỳ văn khá đó, thì như thế nào? Nghe là này chư tỳ kheo, có bốn chi cho cái sự mà đắc sơ đạo sơ quả. Bốn chi, thứ nhất là gì? Sập bù ri xả sẵn sẽ vô, nghĩa là gặp được bậc thiện trí. Cái thứ hai, sạch thâm mát sở quán năng, nghe pháp từ cái bậc thiện trí đó, như vậy không phải học là cái gì. Cái thứ ba, vô ni sổ mà nó xì ca đó, tức là mình phải có cái như lý thế này là bắt đầu cho pháp hành, bởi vì mình phải quán xét nó như thế nào rồi nó mới đưa tới cái thứ tư là thâm ma núi thâm áo và tỳ bạch tỵ, thì hỏi mà không học là hành cái gì, này là lời Phật ngôn á. Chứ không phải chúng tôi nói á, muốn hành là trước hết là phải gặp thứ thiệt, chứ gặp thứ dỗm cũng chưa chắc hành được, mà gặp thứ thiệt rồi mới nghe pháp từ cái bậc đó, nó là nghe gặp bậc thiện trí, hay nghe pháp, nghe những lời dạy dỗ từ bậc thiện trí đó, cái thứ ba vô ni sổ ná si ca đó, tức là bắt đầu cho cái bước đầu cho pháp hành, rồi cái thứ tư là thâm ma nú thâm ma và tỳ bạch tỵ, mà nói bây giờ không học mà hành là cái gì, hay là những cái gì mà nói vậy đó, huynh cứ hỏi thì dẫn gì, dẫn chứng kinh điển chỗ nào nói đi chứ, rồi không biết họ nói thiệt hay nói giả. Bởi nhiều người đó có lẽ là trước khi mà vô đường thiền là giám đốc cái hạn chế thuốc nổ rồi chưa hết nổ trước nó nguy hiểm như vậy đó, thấy không? Phải học, không học cũng được, nói gì nói phải học phải coi chứ rồi chơi không được. Nam mô Bồ Tát. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, kính dân được bà Lý Long rất nhiều. Dạ, rất là hoan hỷ sự trình bày rất là chi tiết. Nhưng mà trong vấn đề này con thấy có cái khúc mắc như này, như sư nói phải gặp bậc thiện trí thức, bây giờ làm thế nào để người ta gặp được bậc thiện trí thức, thời nay thì cũng quá trời, bây giờ biết ai là thiện trí thức, ai là không thiện trí thức,
để mình căn bản mình dựa vô chỗ nào để mình có thể biết được vị đó là một vị là chân tu, một vị nắm được cái pháp, nhất là nắm được cái pháp để mà hành đưa đến đạo quả. À, thì mình căn cứ vào đâu để những giờ khó, giờ thời buổi giờ cũng khó, dạ, con cùng lĩnh sư chỉ cái điểm chỗ nào dựa vào đó để mình biết được đó là bậc thiện trí thức ạ. À. Dạ, cùng lĩnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Cái này cái câu hỏi vừa rồi mà tu học là hỏi đó, phải không? Cái người mà có thể có khả năng mà để thuyết pháp đó là cái người đó phải, nghĩa là thuyết được cái những cái pháp mà liên quan tới tứ thánh đế. Cái thứ hai đó phải thuyết, nghĩa là theo kinh điển là phải thuyết bằng tiếng Bali kìa, chứ không phải là thuyết cái tiếng gì khác, phải không? Rồi dẫn chứng những chú giải liên quan tới những cái điều mình thuyết nữa, thì cái người đó đó mới có khả năng để đi dạy cho người khác. Và cái điều này được nói tới trong cái Phích Thụ Owadasuta, nghĩa là ông sư đó phải có bao nhiêu cái điều kiện để được đi thuyết pháp giảng đạo, rồi có bao nhiêu điều kiện để đi qua dạy và các tỳ kheo ni rồi này kia ông sư vào tại Đức Phật đó, chứ không phải hay không á mà vô mình gặp ai được. Bây giờ mình không biết thì mình vô tới chùa đi, chúng tôi nói hoài đó, tìm cái móc túi họ vô hỏi, rồi khi họ chỉ dẫn hỏi cho con biết cái chỗ mà cái chỗ ngài nói, sư nói chỗ nào trong bài kinh nào để con về con coi để con trau dồi kiến thức của con. Nếu mà ông cả lâm thì biết là không phải thứ thiệt rồi, còn nếu ông nói được thì mới là thứ thiệt chứ, ha. Thành ra cái gì thiền sư đó quý vị lật trong Thanh Tịnh Đạo ra coi, gì thiền sư mà lý tưởng nhất là bậc thánh, còn nếu không có bậc đắc thiền, hoặc là nếu không có nữa phải là Tam Tạng pháp sư chứ không phải không đâu quý vị. Để thí dụ như ở Miến Điện đó, ngài Ma Si là gì, Tam Tạng pháp sư gì, nó ngài Ubandita là gì đó, là toàn là thứ thiệt không. Thì bây giờ mình không chịu tìm thứ thiệt, mình tìm thứ dỗm, thì mình ráng chịu khó mà uống nước cho nhiều để đủ nước mắt để không khóc thôi, chứ làm sao vậy. Nam mô Bố Thầy, dạ. À, xa thôi, xa thôi, dạ, đây từ từ tao thấy vậy, vậy cái bộ găng mà gây khó. Bây giờ thấy là thứ dỏm nhiều quá, chừng không biết thứ thiệt, chắc phải qua tới Miến Điện mới gặp được những vị chân tu thứ thiệt. À, vấn đề này không phải. À, rồi trong cái vấn đề mà nghe thì khi mà một người mà ta nghe pháp, cái trình độ người ta, ví dụ chẳng hạn như những Phật tử ta sơ cơ, ta chưa có nắm vững vậy, thì khi ta nghe, có nhiều ông dạy, ông cái miệng ông hay, ông khéo, ông nói hay lắm, thì người ta nghe rồi ta tin. À, khi ta nghe pháp vậy người ta tin, thì mặc dù tin như vậy nhưng mà thực sự ông đó chưa phải là người nói đúng pháp. Thì vấn đề này phải nên như thế nào để cho ông có thể mà người mà nghe được pháp có thể biết được những cái lời ông đó là đúng, mặc dù ông giống như nhiều ông cũng nói rất là hay, cũng dùng từ Phật ngôn cũng dữ dằn nói, nhưng mà cuối cùng là trật lắc. À, nhưng mà người không biết pháp thì ta không biết nó là trật. Thì vấn đề này theo sư mình phải giải quyết như thế nào? À, con thỉnh chưa. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Thì chúng tôi nói rồi là phải học. Đầu tiên chúng tôi nói từ xưa giờ là phải học, chứ không phải là khi không ấy đó. Thường thường đó là chư tăng thì cũng Đức Phật phải bắt học, nghĩa là năm hạ đầu tiên phải học hết. Còn bây giờ mình không học thì nói mình không hiểu, người ta không hiểu mà mình đi theo người ta, thì chúng tôi cũng là giữ giới, giữ mà bắt giới thì trở thành họ trư như thì như dễ lắm, mà thiện trở thành hành giả họ tôn. Tại vì mình không chỉ học mình ấy thôi, học rồi những người mình học đó là mình phải biết là để mình hành, tức là thông ma nú thông má bạch tị bạch tị, tức là hành theo tuần tự pháp đàng hoàng, chứ không phải nói mình nghe chà, ông thuyết từ A tới Z, dầu ông thuyết đúng này nữa mà mình thấy pháp mình khoái nhất là tứ thánh đế để thấy niết bàn đó, cái mình nhào vô mình nào phải tứ thánh đế không là mình là đủ chết rồi, mà chết là mình chết chứ không ai chết rồi đó. Thì nó phải đi từ đầu đó. Mình chưa biết bố thí mà mình đòi này nọ, phải tập bố thí thôi coi mình bớt những cái phiền não nó bật thâu thiện chưa, rồi mình nghĩ tới chuyện khác. Còn cái này cái gì mình cũng nháp nháp thôi, đâu có được,
Đó. Mà Đức Phật dạy từ đầu rồi, trí tuệ giống như Đức Phật, chả lẽ Ngài không biết sao Ngài tốn tới 45 năm trường mà Ngài đi dạy pháp học. Vậy chúng tôi nói trong khoa học nó vẫn có pháp hành như thường. Đó. Thành ra khi mình nghe đó, mình phải ráng nghe rồi hỏi. Hỏi cho hiểu rồi mình mới nhớ. Nhớ những cái điều mà mình đã nghe. Rồi đụng chuyện là mình đem ra mình hành được liền, đụng chuyện mình đem ra mình hành được liền. Giống như thuộc cô trường đó. Thành ra khi mình hỏi gì liên quan tới tôn nhân là mình biết, hay tôn chia là biết liền. Còn nếu mình không học, biểu mình làm cái trên này, tôi công trừ nhân chia, mình làm gì cũng trật lắc hết. Thì bây giờ cái này cũng vậy. Nếu mình không học liên quan tới những cái lời dạy Đức Phật thì làm sao mình hành? Bởi vì mình hành trong lời dạy Đức Phật mà thôi. Nhưng mà thường thường cái căn bản của mình là tại mà không đi từ căn bản. Cái căn bản mà Đức Phật biểu dạy cho mấy ông sư là bắt đầu từ đâu? Nghe bắt đầu từ tiểu bộ kinh á, chứ bắt đầu đó. Nghe là bắt đầu từ tam nguy ngũ giới rồi tới kinh hạnh phúc rễ tâm từ rồi này kia ông sùm, nó là đi từ 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 đi lên. Còn mình không có đâu, nhào vô cái là kinh căn bản pháp môn, kinh đại bác niết bàn. Chúng tôi không hiểu, mình học rồi mình chưa có tới đó đâu, mình vô đọc cái bài kinh khó hay chi vậy, nghe không đó. Nhưng mà thường thường đó, quý vị có lẽ giỏi nhiều lắm mà chúng tôi nói cũng không có lợi ích nhiều. Tại vì những cái giờ mà chúng tôi cho vô để cho trời dân đáp câu hỏi, những câu hỏi nào chúng tôi trả lời để chúng tôi. Mà quý vị ngồi im hết, không biết có ngồi nhậm ngũ thiền hay không, không biết. Nhưng mà ngồi im thèm hỏi tức là hiểu hết rồi vậy phải không? Quýnh đế coi. Chứng tỏ là giỏi rồi, nên là nó không cần hỏi vậy đó. Cái gì cũng biết hết á. Nghe người ta nói gì là nghe xong hiểu liền, biết liền. Nhưng mà mình muốn biết cái điều mình nghe mà có đúng, mình có hiểu đúng như vậy không, thì mình cứ hạ thủ công phu để hành thiền để coi, nghe không? Nghe thứ nhất. Cái thứ hai đó là quý vị đừng có nghĩ đi đứng nằm ngồi ngộ kiết già rồi mới là thiền. Không có phải. Thiền là công việc làm của tâm, nghe không? Khi người nói điều gì mà cái tâm mình nó ghim vô đó mà nó có thể nó thấy được cái một cái gì mà trong cái lời nói của người đó, thì cái đó là mình biết cách thực hành cái điều mình đã, tức là đã pháp hành rồi, chứ không phải đợi tôi phải ngồi kiết già rồi hay gì nữa có đâu. Mà không phải ngồi 1 giờ 2 giờ mới là thiền, không phải. Chỉ cần quý vị có Atabi Sambat Sano Sejisatima đó, trong mà chơi tức là tinh tấn niệm với tuệ đó, ở trong cái đối tượng nào đó mà giờ quý vị đang quan sát đó, thì quý vị coi như đang hành thiền đó, chứ không phải là đợi phải ngồi này kia, hoặc là đi rồi phải dở à bước à hay gì, hay là thở vô dài thở ra ngắn vậy mới gọi là thiền, không có phải. Ok, để dài cái chuyện không quan trọng. Quan trọng là biết cái hơi thở mình tiếp xúc như nó làm sao rồi biết cái đó là thiền rồi, chứ không là phải thở dài rồi là thiền, thở ngắn mới là thiền. Tại mình chấp như những cái nó tào lao vậy đó, nó mình đi hoài không tiến bộ không tới nơi là vậy đó. Ráng cố gắng đi, bỏ cái gì không cần thiết nên bỏ bớt nha, chứ đừng bắt đầu từ người ta dạy rồi vô ngồi rồi sao đầu thẳng lưng thẳng này kia xong. Ngay cả trường thiền vậy, quý vị lựa đủ thứ trường thiền, trong khi Đức Phật dạy chúng ta có 2 chỗ mà thôi. Thứ nhất là khu rừng quang, thứ hai là ngôi nhà vắng, là 2 cái trung tâm thiền Đức Phật rất là tán dương để cho tất cả người nào muốn thành thiền sinh thiền giả vậy đó, thì vô đó cho có 1 trong 2 chỗ đó thôi. Ở ngoài này là phải trường thiền của Ngài Ma Si, trường thiền của Ngài Siêu Minh rồi này kia không xong chứ vậy, không học đầy đủ đi ra gốc cây ngồi cũng được. Đó, theo lời dạy của chư Phật, Đức Phật đó, nên mình cứ theo thầy dạy. Khi ta tịch rồi pháp với luật là thầy, mình không theo thầy, mình theo ai thì mình có xảy ra gì thì mình ráng chịu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thôi kính dân đường tội lễ tông. Nhưng mà sư nói về vấn đề học, con thấy vấn đề này không phải đơn giản. Tại vì có một số người ta không có dễ gì mà gặp được Phật pháp để mà học. Người ta gặp nhiều khi gặp trật lắc rồi ta học rồi theo những cái đó. Rồi những người mà gặp được học được nhưng mà người ta cũng không hiểu được, rồi không biết làm sao hành được. Thì vấn đề này thì có cái cách phương pháp nào để mà
cho Phật tử mình có thể đi đúng lại được con đường mình, mặc dù mình đã vô là gọi là Phật tử rồi nhưng mà vẫn sai. Bởi vì con gặp nhiều người vô rồi học rồi cuối cùng cũng qua luyện chuyển sinh linh thần thức, rồi sau khi chết rồi chuyển thần thức, rồi qua kiếp sau rồi cái đủ thứ chuyện này. Thì mặc dầu cũng nói Phật pháp rồi dữ lắm nhưng cuối cùng cũng luyện qua cái đó. Thì vấn đề này thì cái học như thế nào để mà mình có được tạo được cái nhân duyên để mà được cái học đúng pháp á. Dạ con cũng đánh xưa. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thì mình học có đâu nhân từ cái căn bản nhất là mình học trước đi. Ví dụ bây giờ dễ hiểu nhất đó, mình muốn làm Phật tử là phải tam nguyên ngũ giới trước rồi mới cái tính chuyện sau. Mà cái chuyện đó mình cũng không làm. Vô mình xin cái người ta đọc cái gì đó không biết, thường là đọc Việt nó không chừng, nếu người Việt mình xong xuôi cái cho cái bằng người ta mình tưởng mình ngon. Tu mà phải có bằng cái gì kỳ vậy? Nhưng mà tính giờ mấy cái chuyện đó nên mình mới tiêu không mình nó quét sinh tu có cần phải có bằng không, mình tu cần gì thì khi mình lấy gì đó mình muốn xin quy ông nào mình vô mình hỏi thì để trở thành Phật tử làm gì. Còn bây giờ lỡ mình không có thì mình lên nét mình lục cái bài căn bản giới pháp của căn bản giới pháp thì như có ba quyển quyển của ngài Giác Giới với quyển của ông sư gì mới chơi, ông sư gì chết rồi đó, ông sư gì mà cũng dạy diệu pháp đó, ông Đức Tài đó, thì cũng có cư sĩ giới pháp đó, mình vô mình coi phải làm gì để trở thành Phật tử, hoặc là vô trung tâm hộ tông .org để coi mấy cái bài quy tam bảo của ngài ngài hộ pháp đó, mình đọc cho hiểu mấy cái đó đi để mình trở thành cư sĩ Phật tử cái đã. Tối nay mình chưa có gì mình vô cái họ thấy gì cái họ ấy họ cho cái bằng ngay rồi tưởng mình là Phật tử. Phật tử mà hỏi tên của cái người mình xin thọ xin nương nhờ đó là Đức Phật đó, cũng biết ngài tên gì, ngài có bao nhiêu đức tính gì cũng biết vậy, ngài pháp có loại gì cũng biết, tăng là gì cũng biết, mà đi đâu cũng vỗ ngực tôi là Phật tử ha, gì kỳ vậy. Nó nói cái đó không là mình thấy mình không đi xa. Cái thứ hai bây giờ mình ấy mình lên nét hoặc là người lớn tuổi không biết thì nhờ con cháu lên nét, có những cái mà tới vô MBT thì mình ráng mình nghe thử nghe thì đôi hệ nguyên thủy có năm sáu cái room đó thì mình ráng mình vô đó rồi rình cái mình hỏi. Có rồi đâu mà không chịu vô đúng này không cái không hỏi đó thứ nhất hiểu hết không ai nói, nhưng mà hỏi sợ mấy cái người ngồi trong room này họ cười họ hỏi gì câu gì dỗm mà vô duyên mà đi vô hỏi ông sư này kia ông chồng cái ra đối ngà cái vô ngồi giống như là người mà có nhiều định vậy đó, ngồi im re thì kiểu này thì tôi thì bị muốn tiến bộ sao mình cứ nghĩ vậy thôi nha. Ngày chúng tôi vô coi mấy cái YouTube mà Quỳnh dạy vậy đó, kêu người đọc lên một hai người lên đọc còn nhiều ngồi với thiền thì làm sao hỏi bây giờ đó làm sao mà cái ông dạy đó ông không biết cái những người đại học mình tới đâu phải phải không, thì hỏi làm sao ấy được, ít nhất phải lên đọc để coi có gì hư ông đó ông còn chỉ được, hay đọc trật chỗ nào ông đó còn chỉ được, ngồi với ngồi im re giống như người lịch sự vậy đó, ngồi im re không có dám động đậy vậy thì thôi chứ còn muốn gì đó. Bây giờ quên nói bây giờ làm gì, cho nên lựa những cái căn bản nhất, cái căn bản của người đời đó là bố thí trì giới rồi tu tiến, thì mình lựa những cái bài học nào đang tới bố thí để cho mình làm cái việc đó cho nó đầy đủ nó hoàn hảo đã, rồi mình học thêm cái trì giới thế nào để trong sạch trì giới thế nào để không có bị nguy hiểm gì, cái giới hạnh của mình phải làm thế nào, làm nào có bao nhiêu loại mình có thể thọ được, năm giới tám giới 10 giới thọ nào thọ được trong trường hợp nào mà nào phải hiểu, chứ bây giờ cái đó cũng không hiểu nữa thì hỏi huynh làm sao giờ phải không, rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình tiến lên những cái đề mục mà mình dễ là nó phù hợp với của mình nhất là niệm dẫn Đức Phật Đức Pháp thì tăng cũng dễ gì đâu, gì đâu khó, rồi từ từ khi năm có căn bản mình mới lên những cái khác, chứ tự nhiên vô là không không nhất định phải lựa cái đề mục nào là 5-10 phút sau đắc thiền mới được, xin lỗi mình đâu phải loại tân nhu đâu nghe không, chứ nếu mình thuộc loại thứ thiệt thì mình muốn làm gì cũng được nha.
Mình thì kiếp nào cũng tu nháp hết, thành ra gặp hồi xưa chúng ta chắc gặp nhiều Đức Phật lắm rồi, ngay ngó ngay cũng cứ cười thôi. Rồi bây giờ còn lòng quay nguyện gặp Phật nữa, không biết gặp để làm gì. Chắc cũng chỉ xin chụp hình để lên đưa lên Facebook khoe thôi chứ làm gì giờ, thấy không? Đó, nó mô bích thề vậy. À, sao thôi, dạ, kính chơi được Phật Lưu Tông. À, quý vị nghe chưa? Ngồi dưới nhập thiền cái tên không ai hỏi, lên đọc Bali cũng không ai đọc, mắc cỡ mà lên đây. Thì không biết sao, thôi để hỏi một câu chót nữa rồi chúng tôi có công việc, rồi quý vị cố gắng lên đặt những câu hỏi để hỏi sư Lữ Tông, mình cố gắng mình ra môi tối sư Lữ Tông vậy, lại thôi sư cất hết sư điên mình phiền. Con có câu chót con hỏi sư vấn đề mà những người mà tu, giờ tao nói người ta tu nguyện về ba la mật thì khó quá, nói nó chẳng hạn như tu về bố thí ba la mật người bờ hạ thôi, nó thấy họ xính dính mặt ngoài thì thôi, giờ họ không nguyện ba la mật mà họ vẫn tu, vẫn thọ giới, vẫn hành thiền này kia, như vậy họ có thể chứng đắc được đạo quả rồi chứ. Nếu mà không cần nguyện ba la mật, con cũng thỉnh sư giải thích cho mẹ. Dạ, mô Phật. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tô Mì Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Mình nguyện nhân nguyện trung tâm này có ai biết đâu, mình làm tới đâu hay tới đó chứ. Còn mình chưa có nguyện trung tâm rồi mình nói ra lời thì mình đi tới đâu rồi chúng nó cứ nó xì xồ thì mình chết ráng chịu. Nguyện trung tâm trước cái đã, cho tới khi nào cái tâm mình nó vững mới lên, bởi vì ba la mật là con đường đi dẫn tới cái đó. Thành ra nếu mình không hành cho đúng mức thì nó chờ đất đầu quả chắc lâu á. Thành ra ngay cái Đức Phật ngày thế ông quý cũng thấy rồi đó, tại sao tới 20 a tăng kỳ, nhưng mà thường thường mình chỉ nói 4 a tăng kỳ 100 ngàn đi kiếp là đã, kể từ ngày được thọ ký mà thôi, chứ đâu phải tới ấy đâu, ha. Ngày nguyện lung tâm rồi ngày nói ra lời, còn bây giờ đó bên Nguyên Thủy còn đỡ, bên hệ Bắc Truyền nó còn cho thọ giới tỳ kheo này nữa, ý thế giới Bồ Tát rồi này nữa, không chồng nữa, Bồ Tát không có giới nè, phải không? Nó đó là những cái chuyện tại mình không có nghiên cứu kỹ lưỡng cái điều Đức Phật dạy, nên đôi khi ai nói gì mình tin nấy. Thành ra bây giờ rất nhiều cái gì mà được gọi là cũng như là không biết có phải bị bệnh tâm thần hay không, bên thái kỳ đó có anh đó, có người đi cái đụng ảnh, cái ảnh đứng lại chống nạnh nói biết tôi là ai không, tôi là Phật Di Lặc. Thôi nãy đừng ngó cười cười bỏ đi, cho mà nó chắc là ở trong chuyện tâm thần đúng rồi sao đó. Nó tới cái bước đó thì biết rồi anh đó. Bây giờ đó cái giáo pháp Đức Phật hiện tại là đã có mà không chịu hành, mà cái lo tìm cái ông Di Lặc nào đó, ngày đó còn cả ngàn tỷ năm nữa mới xuống đây đắc đạo quả, chứ ở đó mình cái ngày mình để nguyện ông đó, trong khi Phật còn lời dạy Đức Phật còn đây mà không chịu hành chịu học, mà cái lo nghĩa là đứng núi này trong núi nọ không để làm gì, nếu mình đâu phí thì giờ mình cách cho vô ích là vậy đó. Thành ra bây giờ mình cứ có bao nhiêu của giáo pháp Đức Phật hiện tại cứ ráng học ráng hành đi, hành mà hành cho nghĩa là đúng theo cái khả năng mình, chứ đừng có tu nháp. Rồi trước sau gì mình tạo cái nhân nó đúng rồi thì trước sau gì cũng gặp những cái bậc Phật Di Lai, chứ không có cần phải nguyện gì nữa. Bởi vì khi mình nói mình nguyện vậy đó là cái nguy hiểm là mình đã tạo cái chủng tử luân hồi trong cái đời sống hàng ngày của mình rồi đó. Nguyện bởi vì mình ấy đó, nguyện cho mình tạo cái nhân để khi nào gặp được Phật thì gặp, không gặp gặp thinh nhân ấy, không gặp Phật độc giác mình cũng tạo được thiện pháp để có thể mình chứng đắc đạo quả, chứ làm sao không chứng đắc được mà sợ. Mà trong khi mình không làm cái chuyện đáng làm, mình làm cái chuyện đáng làm mà cứ nguyện gặp Phật, mà học thì không có học. Cái gì nên nhớ đó, trong thời gian mà Đức Thế Tôn còn tại thế, mỗi ngày đi trị bệnh cùng với hàng ngàn chư vị thánh tăng vậy đó, biết bao nhiêu người mà để báo cho ngài mà có được gì đâu, cũng tại vì kiếp trước đó, nguyện gặp Phật là vậy đó, gặp Phật chỉ để báo thôi, đó là còn hơn đó, chứ gặp Phật giống như bà Chin Cha hay là ông Đề Bà Đạt Đa thì sao, thấy không?
Đó, thành ra bây giờ học đi, học để mình biết cái điều nào phải nên nên làm, điều nào không phải nên tránh gì đó, mình đang học đi của Đức Phật hiện tại. Bởi vì Ngài Di Lặc có ra đời, mình có gặp thì Ngài cũng chỉ dạy bao nhiêu đó thôi, dạy đừng đi ra thôi, chứ không có gì nhiều hơn đâu mà sợ. Nên đó, học đi rồi không có gì đâu mà vô ích hết đó ha. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thú, chúng con thành kính ơn Ngài Diệu Tâm đã trả lời những câu hỏi Vinh Kinh. Và cảm ơn Vinh Kinh rất là nhiều cho những câu hỏi để bản thân Nhật Quỳnh được học. Dạ, trong đạo tràng thì cũng có một số vị học, còn có những vị thì đã giỏi thì khỏi học. Dạ, nhưng mà bản thân Nhật Quỳnh, hay chị Mít Tha hoặc Nguyên Trang thì Phạm Vượng thì chắc là học được nhiều đối với câu hỏi của những câu hỏi của Vinh Kinh. Dạ, Nam Mô Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh nghe Vinh Kinh nói hỏi một câu nghe chót để Vinh phải có việc. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng và mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chưa có câu hỏi. À, con kính bích đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lễ Ngài. Dạ. Dạ thì con thấy không có ai hỏi hết thì thôi con cũng hỏi để cho nó có cái lợi ích đi cho Phật tử thôi, chứ con cũng không có cái ý gì. Thì nếu mà không ai hỏi hết thì cái thầy pháp nó cũng bạnh hiu quá. Dạ. Thì con được biết là Ngài cũng hành thiền thì Ngài cho con hỏi khi ví dụ như mình quan sát cái đau thì mình phải quan sát như thế nào. Dạ chỉ như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái đau đó mình quan sát là quan sát không được, bởi vì đau nó là một loại chế định pháp. Nên mình quan sát cái xúc chỗ cái mà mình cảm thấy nè, ví dụ ngứa ngứa nhộn nhột hay mình nó đau đó, thì quan sát cái xúc chỗ đó. Còn nếu mình có khả năng hơn thì mình quan sát cái thọ chỗ đó, thấy không? Bởi vì cái thọ thường đó là trong niệm thọ đó, thì cái đó thọ là một cái trong tương những cái mà tương đối mình khó thấy nhất, tại vì nó phát sanh trong tất cả mọi tâm đồng loại trên tâm khác nhau. Thành ra khi mà mình đau hay đau nhất gì đó, thứ nhất mình quan sát cái xúc mà nó vô chỗ sắc thần kinh thần đó, cái thứ hai là quan sát cái thọ nó đang phát sanh chỗ cái xúc đó đó. Cái xúc nó có hai loại, một là xúc danh, hai xúc sắc, thì cái đau nó từ cái nào, từ xúc danh hay xúc sắc. Là người nào có học về pháp biết xuất sanh thì xuất danh là như thế nào, sắc là như thế nào, thì mình quán thọ là quán cái đau cho cái đau đó cũng được, cái sự khó chịu đó cũng được. Thành ra cái đau như cái đau ít thì mình chỉ quán cái sự khó chịu của tâm hay là cái này, chứ nó nhiều chuyện lắm, tùy theo cái cá tánh của mình. Cái tánh của mình thiên về cái gì thì mình nhìn vô chỗ đó được thì mình cứ nhìn thôi. Còn không thì cái vị thiền sư mà hồi xưa giờ mình theo đó, thì cái vị đó đó mình trình pháp ở chỗ đó thì họ sẽ biết, họ theo dõi những cái hoạt động của mình trong bao lâu đó, thì họ sẽ biết, họ sẽ có những cái mà để giúp mình đối trị cái đó hay là cái gì đó là tùy theo ha. Chứ còn nói một cách chắn chắn là nhìn cái gì để thấy cái gì thì cái đó khó nói lắm. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú còn kính lễ Ngài. Dạ dạ thì cho con hỏi thêm là ví dụ như mình quan sát thân hay là mình quan sát thọ, mình quan sát tâm như vậy, thì ví dụ như mình quan sát thân không, nó có thể nó có đưa tới cái sự giác ngộ không vậy bạch Ngài, hay là mình quan sát thọ không, nó có thể nó đưa tới giác ngộ không vậy bạch Ngài? Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Tất cả đối tượng nào đều mình cũng có thể quan sát cả bốn hết đó, tùy theo cái điều kiện lúc đó. Nhưng mà khi mình quan sát cái nào mà nó vững chắc do cái sự quan sát của mình rồi đó, thì chỉ cần một cái vẫn có thể đi tới đạo quả như thường, chứ không cần thiết gì phải cả bốn. Nhưng mà thường mới đầu mình đó, thường là đa số là một bất cứ cái đối tượng nào nó cũng có thể phát sanh cả ba bốn chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình đang có thân đi, nếu mình có khả năng mình quán cái tâm sân á, thì cái đó là quán tâm. Nhưng mà cái trong lúc tâm sân
nó phát sanh thì nó cái đồ mà nó xả đó, tức là cái thọ trong đó, thì mình có khả năng mình vẫn quan sát được. Còn nếu mình quan sát mình thấy cái sân, mà mình thấy cái sân mình có khả năng nhiều hơn nữa, mình thấy cái sân đó thì mình có thể quán cái sân đó đôi qua cái truyền cái, tức là quán pháp cũng được, rất là tùy mình thôi. Thì khi một cái điều kiện nào nó phát sanh, nó vẫn có thể có tới 4 cái pháp để sanh như vậy. Thành ra mình nhìn cái nào cũng được đó, nhưng mà khi cái nào dẫn rồi thì mình đừng làm cái đó đấy thôi. Chứ còn bình thường như mình bây giờ đó mà mới bắt đầu tập mà hay chưa đi chưa dẫn đó, mà mình quán một chuyện thì cái đó không thể xảy ra được. Bởi vì nó phải lộn qua chuyện khác chứ không thể nào không lộn được. Bởi vì một đối tượng là nó nằm cả 4 cái pháp để sanh đó, để cho cái người thì theo cái cá tánh họ để quán được cái nào, quán được cái nào. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú. Dạ, bạch ngài, ngài cho con hỏi là ví dụ như một người hành giả mà họ mới hành thiền 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, nhưng mà họ nói rằng họ quan sát tâm trên tâm, thì như ngài thì nó có được không vậy bạch ngài? Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mình dịch cho nó dễ hiểu đó, thì mình quan sát cái gì cũng được hết chứ không phải không, dù rằng mới hành hay là hành lâu. Ví dụ mình nói mình quan sát tâm trên tâm này, nó mình nghe khó hiểu. Ví dụ mình quan sát tâm tại tâm cũng được, tâm trên tâm hay tâm tại tâm nó đều giống nhau. Tâm là cái gì? Là cái pháp mình đang quan sát. Còn trên tâm hoặc tại tâm tức là cái pháp nó đã diệt. Bởi vì cái tâm khi mà nó phát sanh nó diệt nhanh lắm, cả tâm cái sắc đều như vậy. Thành ra cái mình đang nhìn đó là cái hiện tại, mà cái mà trong cái nhóm của nó thì đã qua rồi. Quan sát thân nơi thân cũng vậy, quan sát tâm nơi tâm vậy, hay là quan sát pháp nơi pháp vậy, nó đều giống nhau. Và pháp trong pháp, pháp ngoài pháp này kia xùm lại như vậy hết. Thành ra cái tâm mình đó, ví dụ như mình nham thì nó phải diệt chứ không phải nào nó không diệt được hết. Thì quán tâm trong tâm hoặc trong nên tâm là vậy đó, là cái đang quán và cái đã diệt. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Dạ, cũng kính lễ ngài. Là chẳng ai còn có hỏi nữa không? Thì sư đưa mic lại cho quý vị hỏi nè. Sư chỉ hỏi để cho nó có câu hỏi để cho lợi ích cho Phật tử thôi. Không thấy bàn tay của ai. Dạ, bạch ngài, ví dụ như là tại sao mà bây giờ con thấy những trường phái là họ lại như trường phái ngài Ma Si thì lại họ lại chú trọng vào cái phòng xẹp, còn cái trường phái ngài Gonka họ lại chú trọng về thọ, nó thì tại sao nó lại có sự khác biệt gì vậy bạch ngài? Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái sự khác biệt là do người ta tạo một cái phương tiện để cho mình tới đó. Mà cái phương tiện đó là tại sao người ta phải tạo? Bởi vì người ta không biết mình là ai, người ta tạo phương tiện để người ta dò xét mình là ai, để người ta có thể người ta giúp cho mình phù hợp trong cái chuyện mà mình hành thiền. Thì cái phương tiện đó là gì? Chúng tôi từng thí dụ trong room này đó, là con đường mà đi từ Sài Gòn ra Huế đó, nó chỉ có cái bến xe nó đã nằm ở Sài Gòn và cái nơi cuối cùng là Huế. Thì bây giờ không phải người nào cũng đi Huế làm từ Sài Gòn đi Huế cả. Nhưng mà người đó có thể ở Vũng Tàu muốn đi Huế thì họ phải có cái phương tiện giống như phòng xẹp. Nhưng mà họ không có nói cái này chỉ là phương tiện mới nói thì không ai tới hành hết đó. Nhưng mà người ta tạo cái phương tiện đó làm gì? Để cho mình đi từ Vũng Tàu tới Sài Gòn mà thôi. Đó. Còn cái người ta ở Cà Mau, bây giờ ta muốn đi Huế, thì cái thiền, ông thiền sư ở Cà Mau cũng phải chỉ họ tới vô Sài Gòn đó. Thì đi vô Sài Gòn cũng giống như Bút Thô hay gì, chúng tôi thí dụ vậy. Còn người ở Phú Quốc muốn đi Huế thì cũng phải họ phải chỉ vô Sài Gòn. Chứ không thể nào rơi chưa gì hết mà nhào vô cái là tiếng đồng xứ liền được, nghĩa là hành thiền minh sát liền được, cái đó không thể xảy ra được. Nó vô đó, nó dùng cái đó để
người ta tìm hiểu coi cá tánh của mình như thế nào, pháp học pháp hành mình như thế nào, rồi người ta bắt đầu người ta chỉ đường được. Chứ còn nếu mà không như vậy thì đâu có hỏi, đâu biết ai, đâu có, bởi vì đối tượng của thiền minh sát không 72 cái loại, 72 loại đối tượng khác nhau, đối tượng thiền chỉ 40 đề mục khác nhau, mà nó chỉ có những đối tượng nó phù hợp cho cá tánh này, nó phù hợp qua tánh khác. Mà tự nhiên ta vô mình không có tạo cái phương tiện gì đó thoải mái được. Tưởng dụ như mình biểu mình niệm Phật sợ niệm sợ trong 1-2 ngày sau trở ngại gì đó mình mới trình pháp thì người ta biết mình là cái gì thì người ta sẽ thay đổi đối tượng cho. Thì ngày chúng tôi ở trên đó, chúng tôi ở từ thiền ngày Ma Si năm 92 đó, thì chúng tôi hỏi về thiền sư, tôi nói bây giờ tôi không biết tôi nhìn như vậy để thấy cái gì. Thì ngài chỉ nói có một câu thôi, rồi chịt tà trái qua vô tha tụ, tức là thấy trạng thái chuyển động của cái chất gió phát sinh vô tâm mà thôi, nói rất rõ ràng. Thành ra cái chuyện phòng trệt chỉ là phương tiện để mình có thể mình đi tới nơi, chứ không phải là cái đó là cái đề mục của thiền đó, tương tự cho các trường thiền khác nha, nó để dùng phương tiện hết đó. Trừ phi mà tứ thiệt rồi đó, chúng tôi hồi ở Thái đó, thì mà chúng tôi vô cái đường thiền đó, đường thiền chứ ông thiền sư chỉ nói một câu là ở đây chỉ nhận những người nào học hết gì phải trung cấp mới nhận, nói một câu thôi đó. Tức là vô đó là hành thiền chứ không có qua những cái giai đoạn thử thách nữa. Còn ở những chỗ khác thì họ cho mình vô giống như nghĩ sao ấy thử thách vậy, họ dùng cái phương tiện như vậy đó, bằng cách cho mình niệm những cái này dở bước đạp đá gì ông sùm đó. Thì nhưng mà khi mình thấy được cái gì rồi đó, họ bắt đầu họ đổi cái phương pháp cho mình. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, xà thú con kính lễ ngài. Dạ con cũng hỏi một câu nữa thôi, cũng tới giờ con cũng đi rồi. Dạ hỏi một câu nữa xong con nhường bích lại cho con Nhật Quỳnh ha. À, thì bạch ngài, như ví dụ như một người hành giả mới sơ cơ họ bước vào hành thiền thì họ còn những cái căn bản nào, họ còn cái chuẩn bị những cái gì để cho cuộc hành thiền của họ được tốt đẹp dạ bạch ngài dạ dạ. Nam mô Bích Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường căn bản sơ cơ nhất đó, thường thường là vô đó các trường thiền, chúng ta nói các thiền chứ chúng tôi không có nói bất cứ chỗ nào. Thì thường thường đó, chúng ta để thường thường thấy đó, một là niệm hơi về hơi thở, hoặc là niệm về những cái ân đức Phật, ví dụ như là Bút Thô hay gì đó. Để làm gì? Để giống như chúng tôi nói nãy là họ đo lường mình thử coi mình ở chỗ nào đi như nào. Ví dụ như mình niệm hơi thở, mình nhìn hơi thở đó mà mình không có, mình ngó quan sát cách thông thường đó, nó đưa tới cái trạng thái nghĩa là bắt đầu có cái sự an tịnh của tâm đó, thì họ cho mình hành thiền chỉ luôn chứ họ không có nói gì hết. Nhưng mà khi mình quan sát mình biết ở chỗ xúc chỗ nào tiếp xúc gì dụng sụp đó, thì họ mới chuyển mình qua thiền minh sát. Thành ra cái đó là tùy thuộc ở cái trường thiền và tùy thuộc cái ông thiền sư. Chứ còn mình không thể nói khơi khơi là tôi muốn hành cái đó thì không có được, không có được. Thứ nhất là người không có học thì không có được, còn người mà có học rồi đó thì họ sẽ tự lựa trường thiền họ vô. Bởi vì có những trường nặng về thiền minh sát, có những trường nặng về thiền chỉ. Ví dụ như cái gì họ chắc ví dụ như có một số cái trường thiền bên đó chứ nó, ví dụ trường thiền của ngài Ba Úc á, thì họ nặng về thiền chỉ trước, phải vô đó là cho là thiền chỉ trước rồi sau đó mới gì đó. Nó có nhiều chuyện khác nhau vậy chứ không phải bắt buộc giống như thế nào cả. Thành ra cái đó là tùy theo trường thiền và tùy theo ông thiền sư. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liêu Tâm đã từ bi giảng giải câu hỏi của Đại Đức Pháp Quang. Dạ chúng con cũng hiểu được thêm một chút về vấn đề. Dạ chúng con thành kính tri ân ngài. Dạ, cảm ơn chị Meta Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì đọc Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đạo tràng, quý vị nào có câu hỏi thì đưa lên. Nguyên Trang bây giờ còn trực room được không? Nếu được thì có Nguyên Trang đọc. Dạ còn không thì có bằng tay thì Nhật Quỳnh xin nhường mic. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ kính mời anh chị Phan Quang Liêm, kính mời Nguyên Trang, kính mời chị Meta,
Kính mời Sích Kim và kính mời tất cả quý anh chị em đang hữu đạo tràng ạ. Sài Gòn nữa, Sài Gòn có câu hỏi không Sài Gòn? Sài Gòn ơi, sao vô ngồi em ru vậy? Nãy lúc nãy nghe ngài nói là vô đây là ai cũng hiểu cũng giỏi hết rồi, không có câu hỏi phải không Sài Gòn? Dạ. À bạch ngài, dạ, chưa có câu hỏi cũng như chưa có bàn tay, dạ, ngài giải thích giùm cho con. Lúc nãy con nghe ngài nói về Đức Phật Di Lặc câu cả ngàn năm nữa chưa biết đã ra đời chưa, mà bây giờ thì đã bái lại Đức Phật Di Lặc. Thì hồi trước đây đó bạch ngài, con cũng cái tình trạng đó, dạ, không biết cứ nghe nói là Đức Phật Di Lặc thì mình cũng bái lại Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà ý con hỏi á, tại sao mà mình vô minh như vậy bạch ngài? Có là nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nhiều điều bất thiện lắm, nên bây giờ ai nói sao tôi nghe vậy, mà ai làm bậy tôi làm theo, phải không bạch ngài? Dạ rồi, bây giờ hiện tại bây giờ con biết được chút chút rồi, thì con phải tạo cái nhân gì để sau này con không còn bị lầm lạc nữa. Dạ con kính nhân bích anh ngài. Nam mô Bích Tha. Dạ Nam mô Bích Tha. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, mình vô mình lầm lạc tại cái thời gian mình gặp giáo pháp Đức Phật rất là ít. Mình lấy cái thứ gì vậy hiểu không? Giáo pháp của Đức Phật này á, ở với thế gian nó 5.000 năm thôi. Thành ra nếu mình có tạo đủ duyên lành để mình sanh cơ hội làm người liên tục ở trong một cái xứ mà có Phật giáo đó, tính trung bình mỗi một tuổi, mỗi một đời tuổi thọ là 100 tuổi, tức là mình lấy 5.000 mình chia cho 100 thì hiểu anh, thì có 500 lần mình sanh đi sanh lại, 500 lần mình gặp được giáo pháp mà thôi. Còn sau đó là cả nhiều khi cái A Tăng Kỳ mình toàn làm bậy không, bởi không có giáo pháp Đức Phật. Đó là lý do tại sao mà mình luôn luôn si mê lại như vậy, mình không hiểu gì hết. Thành ra giờ cái điều kiện mà mình làm, chúng tôi nhắc nhở hoài đó, là ráng học những cái điều gì mà quý vị có khả năng, nghĩa là thâu thập được thì cứ học, nghĩa là trong 84.000 bài pháp của Đức Phật để lại. Đó là cái cách thức mình tạo dành để ít nhất kiếp sau hoặc một vài kiếp sau nữa nó có khả năng nó cho quả thì mình được gặp được, những không gặp được Đức Phật thì cũng gặp được những cái bậc thinh văn là đệ tử của ngài, thì mình có thể đi ra khỏi luân hồi được. Chứ còn nếu bây giờ mà mình chờ cả ngàn tỷ năm nữa thì nó không phải nói chứ. Bây giờ mình không biết cái ngày Bồ Tát Di Lặc ở đâu, nó ngài sao phải là mật được bao nhiêu không mình không biết. Nhưng mà trong trường hợp thí dụ thôi, thí dụ như ngài bây giờ ngài đang ở trên cung trời đầu xuất thì ít nhất phải 600 triệu năm nữa nó mình mới có cơ hội để gặp, thấy không? Thì bây giờ từ đây cho tới còn 2.400 năm nữa hết á, thì mình có bao nhiêu mình ráng cố gắng bỏ túi, mình lụm ngay những cái kinh điển mà của Đức Phật Khô Tà Má để lại đó, để mình bỏ vô trong não của mình, tức là mình tạo cái nhân để cho nó khi mà cái nhân đó nó đầy đủ năng lực thì trước sau mình cũng gặp được những cái bậc thiện trí thứ thiệt, chứ không có giống như từ bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp vừa qua đó, tại cơ hội mình gặp Đức Phật ít lắm. Bây giờ mình cũng nha, Đức Phật giáo pháp Phật đã đi qua phần nửa tuổi thọ của giáo pháp rồi, mình mới có cơ hội gặp, thì bây giờ ráng có bao nhiêu thì ráng nghe nhát vô cái não của mình để giúp cho mình kiếp sinh có trở lại làm người, ít nhất mình cũng là phải là người có trí tuệ. Mình không gặp trực tiếp Đức Phật thì cũng có những bậc thinh văn, tại vì bậc thinh văn có thể là có khả năng sống tới 5.000 năm Phật giáo đó, nghĩa là ngàn năm cuối cùng vẫn còn bậc sơ quả như thường. Thành ra nếu mình có đủ điều kiện thì mình mới gặp được, chứ còn nếu không đủ, mình không đủ điều kiện mà cái phước mình có gặp nữa thì mụn chỉ để bác xong rồi kiếp sau luân hồi tiếp tục thôi. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ sa thú lành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân ngài rất là nhiều đã chỉ dạy cho con. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ Nhục Bình thấy cô tu nữ tệ duyên có máy, cô có câu hỏi không cô?
Dạ cô có câu có thắc mắc gì không? Dạ cảm ơn cô tự nhiên. Dạ cô có thắc mắc không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Dạ Nhật Quỳnh nhường mic cô tự nhiên nha. Tamaya Mosankhaya, con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Ngài Liễn Công, Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, buổi sáng nay bận cho nên là con vào tranh thủ nhưng mà cũng hơi trễ. Nhưng mà nhờ trễ thành ra con có một cái câu hỏi như thế này. Thì buổi sáng nay con hỏi cái việc mà ăn uống thôi, nếu mà không nhận á thì Phật tử chắc chắn là họ sẽ phiền. Ví dụ như những cái vật dụng mà mình để dành được á, chẳng hạn như kem đánh răng, xà bông hay là các thứ mà khô á, thì mình có thể mình để dành được. Nhưng mà những cái thức ăn mà ăn liền chẳng hạn như phở, bánh mì, tất cả buổi sáng mà mình nhận thì mình nhận, mình tri túc thì mình chỉ nhận vừa mình đủ ăn. Nếu mà nhận người này không nhận của người kia thì họ rất là buồn, tại vì khi họ quý mình, họ dâng cho mình nhưng mà mình không dùng. Tại vì những cái đồ thức ăn đó mình tri túc thì mình chỉ ăn được có dư đủ mình ăn thôi. Nếu mình nhận dư quá thì mình phải làm sao đây? Con đang đắn cái việc này thì con không biết phải làm như thế nào. Mà nếu mà không nhận thì họ rất là buồn vì họ quý mình, họ mới dâng cho mình. Và con kính thỉnh Ngài chỉ dạy cho con một cái cách. Dạ, để con hành ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Che Tôn Hiền Giả. Kính thưa chưa quý vị, thì dễ là nói thẳng với họ gì đâu, nói bữa nay tôi nhận đủ rồi, ngày mai đem lại dân hay gì đó, bởi vì cũng giải thích cho biết là tu sĩ thì chỉ được ăn bao nhiêu đó thôi, nhưng tới giờ đâu có chấm dứt, chứ không có thể nào mà ăn quá để dành được, để dành được Phật cũng cấm. Nói vậy thì họ nói cho họ hiểu thì họ đâu có gì đâu buồn đó, thấy không? Cái đó họ hiểu. Ông sư thì dễ hơn, ví dụ dở bát lên mà khi nào mà đi tới nào người ta bỏ thì không dở bình bát, anh dở nó bát là người ta biết đủ rồi. Năng ông sư thì dễ được cái đó, còn tu nữ thì phải nói thẳng như thế đó. Mỗi ngày tôi nhận bao nhiêu ăn đủ bữa nay thôi, chứ còn bây giờ đó là Đức Phật cấm mà mình làm thì không có được. Nên bây giờ tôi nể lòng anh chị mà tôi nhận, tức là tôi làm cái giới mà Đức Phật cấm, nó thành ra nó không có tốt. Thành ra nếu mà ấy thì bữa nay tôi có rồi, hoặc là nói là nhận cái ngày nào đó đi, ví dụ như bây giờ đó có nhiều thí chủ đó, thì tôi nói thôi thí chủ này ngày này, thí chủ ngày kia thì tới ngày đó mình nhận cái gì đâu. Để giải thích cho anh ta hiểu, chứ không giải thích mà mình lấy mà mình không ăn lỡ mình bố mứa hay gì đó, nó mà thấy được một cái là nó kiếm chuyện với mình không có dễ đâu ha. Thành ra cái giải thích cho hiểu thì bảo đảm họ không có nói gì hết á. Mình không giải thích mà mình lấy rồi cái mình cất đo người khác thì họ biết được là nó bao nhiêu chuyện rồi. Thành ra nên giải thích cho họ hiểu. Còn sư chúng tôi thì dễ, nó phải đầy nắp bát là họ biết rồi, chứ không cần đi mua cái thầy vậy. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài. Dạ, từ đây trở đi thì con hiểu được, cho nên là con từ chối thẳng. Chứ bây giờ nếu mà mình nhận như vậy thì nó thừa cái đồ ăn thì mình bỏ, nhưng mà mình cho người khác họ cũng giận. Ví dụ như mình nhận mà mình không dùng hết, tại vì cái trường hợp này rồi, cho nên là con rất là sợ. Con sợ người ta giận rồi ăn ra con trái với mình nữa. Cho nên là con cố gắng để mà thu thúc bữa ăn.
Rồi tất cả mỗi khi mà ăn thì phải quán tưởng cái bậc thực như vậy á. Khi mà cái người xuất gia mà không học thì không thể hiểu được, cho nên là con cũng hiểu, mà bữa nay thì con hiểu rõ hơn. Dạ, một lần nữa con kính kính tri ân ngài. Và bây giờ con có một câu hỏi nữa. Con có quen một cô này là cổ cũng là cô giáo, nhưng mấy cổ lúc trước á, cô không, lần đầu tiên cổ vào chùa Nguyên Giác cổ gặp con thì cổ theo con, cổ đi học đến bây giờ, nhưng mà cách nói chuyện của cổ thì giống như là như vậy, không biết phải tà kiến không, là cổ nói á, bắt cũng đi, nam tâm cũng đi, rồi thậm chí bạn bè mua cái gì Thiên Chúa Tinh Lành gì á mà cổ cũng đi hết. Nhưng mà như vậy thì con thấy cái cách nói chuyện của cổ thì con thấy rất là yếu. Như vậy mình có phải là yếu không bạch ngài? Cái nào mình cũng theo hết, rồi nào mình cũng tin hết. Như vậy thì mình đâu có giống như một thầy để chỉ rõ cho mình hiểu được. Vì thầy nào mình cũng tin, họ nói là bên nào cũng thiện. Theo con nghĩ như vậy là không đúng, đúng vậy phải không ngài? Dạ con kính thỉnh ngài giải thích cho con hiểu rõ. Nam mô Phật Thầy, giả kinh bà chư tôn hay giả kinh chư quý vị. Những người đó là cần cái duyên nghiệp, khi nào họ gặp cái người có duyên nghiệp với họ đó thì họ nói họ mới nghe, chứ còn mình nói không có được đâu. Quý vị nếu mà đọc kinh Mi Tiền Dân Đá thì biết á, ông Mi Liên Đá chứ không phải Mi Lăng Đá mới hỏi sư Mi Liên Đá. Thấy không? Ông đi thách hết chỗ này chỗ đó, ông đâu có tin ai đâu. Nhưng mà khi ông gặp Nagasena là bị ngài ra giật cho cái, là bắt đầu ông mới xìu xuống, ông quy hàng liền, thấy không? Thành ra những cái người như vậy, người bà đâu tin đó, là cần phải có người thứ thiệt à, mới độ họ được. Chứ còn nếu không có thì ấy, thí dụ như bây giờ trong chùa gỡ mà có cái gì nào mà có khả năng lưu lót ấy, để với người đó tới gặp cái gì đó, gặp cô tu nữ đó hay là gặp ông sư đó, thì họ mới có cách để họ làm cho người ta trở về nẻo tránh được. Chứ còn mình nói nhiều khi mình không có đủ đầy đủ duyên nghiệp để mình nói cho họ những cái điều mà cần phải nói thì mình không nên nói, bởi vì gây quan trái mệt. Thứ hai là họ cái người đó, cái bản chất họ vậy rồi, họ giờ họ làm gì ác nó dễ lắm, đi ra ngoài nó bậy nó bạ nó xấu cái này người nọ đó, đi rất dễ. Thành ra tốt nhất là mình lựa người nào mà có khả năng thì nhờ họ nói dùm, còn nếu không thì thôi mình tránh xa họ chứ có gì đâu. Đừng thân mật với những người đó, hay là Đức Phật dạy rồi mà, a sể quá na chập ha, là năng không gần người ác, đó là cái nhân đưa lại phúc lành cao thượng. Thì mình cứ là theo lời Phật dạy cho chắc ăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất nhiều. Dạ, bây giờ chị Mắt Ta có câu hỏi gì không chị? Còn có 12 phút nữa thôi. Chị hỏi gì? Bây giờ tự nhiên xuống mic chị đặt câu hỏi nha. Hôm nay một đợt này mới vô mà mình không tranh thủ thì mình ngồi bởi vậy thôi. bây giờ trở lại cái câu hỏi về thiền. Con á, thật ra thì con nghe giảng về thiền con mê lắm, nhưng mà con thực hành thì con chưa có thực hành, nhưng mà qua những lời giảng thì con có thể hiểu được, nhưng mà con chưa có phân biệt được. Và con xin hỏi ngài là ví dụ mình hành thiền, mình thở hít vào thở ra,
thì gọi là cái nào là danh và cái nào là còn phải hiểu rõ thở ra và hít vô mà phân biệt thế nào là danh và thế nào là sắc. Nhà xin ngài giảng cho chúng con hiểu ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tàu Mì Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thì mình thở vô thì cái hơi thở nó có hai chuyện nói để nói, hơi thở ngoài, hơi thở trong. Hơi thở trong thì nó phát sinh vô cái tâm của mình đó, nó cũng là sắc. Còn cái sự biết, biết hơi thở là danh. Chứ không có gì mà ngoài hai chuyện danh sắc đó. Nên là mình ráng cố gắng, mình phải phân biệt là lúc nào cái sự biết là danh. Mà cái sự bị biết á, có thể là có thể là sắc. Nhưng mà trong trường hợp hơi thở đó, cái bị biết á, là sắc, cái biết là danh. Nhưng mà có những cái trường hợp, ví dụ như mình có phiền não, biết có phiền não đó, thì cái phiền não là danh, nhưng mà cái biết, tức là cái tâm mình đang biết cũng là danh. Thành ra tùy theo trường hợp mình phân biệt. Bởi vì nghĩa là trong cái vũ trụ này nó có chỉ hai chuyện mà thôi, một cái bị biết và một cái biết. Thì cái biết thì luôn 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 là danh, nhưng mà cái bị biết thì có khi có danh có sắc để phân biệt đó, là mình hiểu là lúc nào là danh, lúc nào là sắc. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ em sa thú lành lại. Dạ con kính tri ân thầy rất nhiều. Dạ Nhật Quỳnh ơi, bây giờ tới Nhật Quỳnh có đặt câu hỏi gì không để thay đổi không khí. Dạ. Rồi kính mời Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn cô nữ tu nữ tại diêm. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ theo đồng hồ Nhật Quỳnh thì còn có được 9 phút thôi. Dạ 9 phút mà ngài cũng đi trị bệnh hết mấy phút rồi. Nên Nhật Quỳnh mong đạo tràng có thể chết chắc và có thể đưa bàn tay ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ con không thấy bàn tay, con cũng không thấy câu chích chát. Dạ bạch ngài cho con hỏi một câu. Dạ thí dụ như con hồi nãy lúc nãy con nghe ngài trả lời Vinh Kinh, thì tự nhiên con nghĩ ra một điều. Thí dụ như con học Bali thì con biết có chút xíu à. Dạ biết có chút xíu thôi. Rồi con đọc những cái cuốn sách về kinh, rồi con hiểu thêm chút nữa. Dạ con hiểu thêm chút nữa, mặc dù con không có phải là đọc nhiều cho lắm, nhưng mà con trong đầu con nghĩ như vậy là con hiểu hơn mọi người. Dạ con hơn mọi người, tức là con học Bali con cũng hiểu hơn, rồi con đọc sách thì con cũng hiểu người. Dạ bạch ngài, như vậy có làm cái đầu con lúc nào con cũng nghĩ là con hơn mọi người, con không có cần nghe ai nói gì hết á. Nhà ai nói thì con cảm nhận rằng do những người này không có hiểu biết bằng con. Như vậy cái đường tu của con có bị chậm tiến quá không bạch ngài? Dạ con kính nhân bích đến ngài, con mong ngài chỉ dạy cho con. Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Tồn Hiền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Chắc chắn là nó đỡ ngại, bởi vì cái sự mà mình biết, mình cảm thấy mình hơn người ta đó là một cái loại ngã mạn. Nó tầm sợ ngã mạn. Tầm sợ ngã mạn nó phát sinh lúc nào? Khi cái lộ trình tâm của mình, tức là sự suy nghĩ mình có sự so sánh, tức là lúc đó có ngã mạn. Mà ngã mạn thì nó là một loại ác pháp. Thì ác pháp nó phát sinh lúc nào nó đều làm trở ngại cái đời sống của mình đó đó. Đó. Thành ra dầu rằng ác pháp đó nhỏ, Đức Phật cũng khuyên không nên làm, mà nên trì túc trong cái việc mà làm ác là vậy đó. Nhỏ cái mấy cũng không làm, nhưng mà ngược lại việc thiện có nhỏ cái mấy cũng nên làm và cố gắng làm. Thành ra khi mà cái những cái tâm của mình như vậy đó thì mình phải tìm cách đối trị.
thành ra cho những cái ác pháp nó bớt lại. Chứ mình nói mình không có ác pháp là nó không được, nó đó là nói chơi chứ nói thiệt không được. Bởi vì chúng ta cái hàng ngày ác pháp nó nhiều lắm, thiện pháp mà nó ít. Nhưng mà tại vì chúng ta gặp được Phật pháp rồi thì chúng ta lại ngay dùng cái phương tiện là dùng Phật pháp để cho những cái ác pháp nó bớt phát sinh ở trong cái lộ suy nghĩ của mình. Nó giúp cho mình thì mình phải cố gắng mình làm sao thế nào để mình cái tâm mình có năng lực thì về sau nó sẽ khá hơn. Còn nếu không mình cứ mình buông trôi thì để cho tâm nó muốn làm gì làm á, thì thường thường đó những cái pháp xấu nó phát sinh thì nó luôn luôn là nó có đồng minh. Còn thiện pháp nó phát sinh ít có đồng minh lắm, nó có đồng minh. Nó thấy mình làm bậy nó vô nó suối, nó suối để cho mình làm bậy thêm lên. Thành ra cái người đạo nó hoại vô đường trí mà phước bất trùng lai là vậy đó. Cái tâm thiện nó phát sinh nó hết năng lực kia lắm, nhưng mà pháp là nó phát sanh thì nó không đi. Có sự đoạn chứ không phải là một hai đâu, thành ra nó nguyện bây giờ đó. Rồi từ đã tới mình tập mình quan sát cái tâm mình, nên nào nó có những cái pháp là phải cố gắng đối trị nó. Đối trị nó không có gì khó đó. Nếu bình thường mình ráng, chúng tôi nhắc hoài đó, ráng học thuộc câu kinh pháp cú hay là thuộc ân đức Phật cả Bali lẫn nghĩa vậy đó, hay là mỗi lần cái tình đó phiền não hay là mình gặp chuyện phiền não là mình cứ niệm vậy ta tụng y tỳ bi số phá ra qua rắn xong mà không có thô đó. Còn nếu không thì mình niệm cái tam quy cũng được, nhưng mà niệm tam quy là niệm cho dài nó đỡ và trở lại ác pháp. Như lần trước tôi có chỉ quý vị niệm tam quy mà niệm dài đó, đó là Achata Ghe Ba Nú Bê Tăng Bút Thăng Sa Na Năng Gách Chả Mí đó. Achá là từ hôm nay, Ba Nú Bê Tăng cho tới ngày cho chúng tôi nín thở, tắt thở đó. Con nương nhờ nơi Đức Phật, con xin giao với Đức Phật, con xin nguyện làm theo lời của Đức Phật đó. Nhưng mình cứ đọc vậy đó, Achata Ghe Ba Nú Bê Tăng Thăm Măng Sa Na Năng Gách Chả Mí, thì nó tốn vậy cho mình tụng vậy thì cái tâm mình nó bớt cái chuyện bên ngoài, nó bớt cái điều mình đang so sánh, bớt nhiều chuyện lắm. Dùng cái pháp đó đối trị cho chắc ăn nhất, bởi vì ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là khi mình tụng nó là cái quay lực nó rất là lớn, mà khi những cái pháp nó có quay lực như vậy thì mình rất là nhiều. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn, rồi rớt mất rồi văn. Không thấy cái dấu trên bích nữa. Nam mô Bích Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa cho quý vị, tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần sư nam nữ trong đạo tràng này có khả năng để chấm dứt các ác pháp ngũ đại tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, Phá Hoa Tu Sập Bà Măng Khà Lăng Rắc Ánh Tu Sập Bà Đề Quá Tà Sập Bà Bút Thà Nú Phà Huê Ná Sà Đà Sô Thi Phá Hoa Tu Tê Phá Hoa Tu Sập Bà Măng Khà Lăng Rắc Ánh Tu Sập Bà Đề La Sập Bà Thầm Mà Nú Phà Huê Ná Sà Đà Sô Thi Phá Hoa Tu Tê Phá Hoa Tu Sập Bà Măng Khà Lăng Rắc Ánh Tu Sập Bà Đề Quá Tà Sập Bà Sẵn Khà Nú Phà Huê Ná Sà Đà Sô Thi Phá Hoa Tu Tê. Nam mô Bích Thà Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, Nam mô Rạch Tà Nạch Tà Gia Sa. Nam mô Bích Thà Gia, dạ sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi thuyết giảng những câu hỏi của chúng con, để chúng con tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con xa được những điều ác và đến gần được điều lành. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được ngày nay đến đây với ngài, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên với ngài an vui đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Thà Gia. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và Nhật Quỳnh cũng kính mời đạo tràng sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phang va ruttamang buddheyo kalito do so buddho khamatutang mamang
con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, thủy sinh Phật bảo sắc tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê nào vạn thăm manh và điều vị thăng và răng mê dô ta li tô đổ sâu thầm mô và mặt tục tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng gây nào quạnh đê hăng sang thanh chạy được vị thốt tà măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mặt tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo của y sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng và phước mà đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ ni tha bồ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni qua an ta li khê ta tha ca tăng đê qua ma nô sư bồ chi tăng bồ thẳng nam ma sa na sư qua ti hô tu gia ni tha bồ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia an ta li khê ta tha ca tăng đê qua ma nô sư bồ chi tăng thẳng nam ma sa ti hô tu gia ni tha bồ